Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 13. Nhìn thấy Tiêu Phàm tu luyện cơ sở về hồn hóa đột phá chiến vương cảnh, hồn lực cuồn cuộn như biển, Bàn Tử và Ảnh Phong nào còn do dự. Hai người không chút do dự chọn tin tưởng Tiêu Phàm, bắt đầu sử dụng bản cải tiến cơ sở về hồn hóa để tu luyện. Vẻn vẹn đi qua nửa ngày, một đại giang sắc đen lao nhanh không ngớt xuất hiện ở trong đại điện, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Đại giang, cũng không tồi, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền thoải mái, Ảnh Phong chỉ là thất phẩm chiến hồn mà thôi, có thể luyện hồn thành đại giang đã vô cùng khó. Thất phẩm chiến hồn thành đại giang, trong mắt Chiến La cũng toát ra vẻ kinh dị, nói Tiêu điện chủ, có thể đem bản cơ sở về hồn hóa cải tiến cho ta xem không? Tất nhiên có thể. Tiêu Phàm không do dự, không có Chiến La cung cấp hồn tủy, hắn cũng không khả năng đột phá chiến vương cảnh, một tia khúc mắc cuối cùng của hắn đối Chiến La cũng biến mất không còn một mảnh. Lập tức Tiêu Phàm dùng hồn lực đem cơ sở về hồn hóa chuyển cho Chiến La, ánh mắt Chiến La lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói còn có thể như thế này. Tiền bối, có vấn đề gì không? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Chiến La. Không có vấn đề, cái này thực sự là do ngươi cải tiến. Chiến La vẫn có chút không tin, công pháp này đơn giản đến kỳ lạ, thậm chí hắn hoài nghi, một tu sĩ chỉ có được ngũ phẩm chiến hồn cũng có khả năng đột phá được chiến vương cảnh. Ngẫu nhiên thu hoạch được. Tiêu Phàm gật đầu. Trong mắt Chiến La đều là vẻ khổ sở, người ngẫu nhiên thu hoạch lại khiến cho ta tự ti mặc cảm, nếu là cố ý lĩnh ngộ còn được. Oanh, cũng đúng lúc này, quanh thân Bàn Tử cũng bộc phát ra khí thế đáng sợ, hồn lực cuồn cuộn lao nhanh tứ phương, trực muốn hấp thụ cả đại giang của Ảnh Phong. Lại là hồn lực thành biển, con người Chiến La hơi hơi co rụt lại, không chút do dự, một đạo hồn lực từ trên người hắn dập dờn mà ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, ngăn cách Bàn Tử và Ảnh Phong. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, nếu như hồn hải hai người xung kích, hậu quả khó mà lường được. Tiêu điện chủ, người đã khai sáng một trang lịch sử rồi. Chiến La cảm thán nói, một hồn lực thành hải đã đủ để chấn kinh. Nhưng ngay hôm nay liên tiếp xuất hiện hai cái, điều này cũng có chút yêu dị. Trong nháy mắt Chiến La nghĩ đến bản cải tiến cơ sở về hồn hóa. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, qua mấy canh giờ mới dừng lại. Ảnh Phong và Bàn Tử liên tiếp tỉnh lại, trên mặt hai người đều tỏa ra nụ cười. Chúc mừng chúc mừng. Bàn Tử cười không ngậm miệng được, hồn lực thành hải cũng khó trách hắn cao hứng như vậy. Cùng vui, Ảnh Phong cũng cười ha ha, thất phẩm chiến hồn, hồn thành đại giang, tìm khắp chiến hồn đại lục cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được rồi, không phải lấy lòng. Tiêu Phàm nhìn không chịu nổi, phải rồi, lão nhị, ta phát hiện một vấn đề, vì sao hồn lực thành hải, hồn hải của ta là rất lớn, sao hồn lực lại không có bao nhiêu? Ngươi chẳng lẽ còn muốn hồn lực lấp đầy đan điền ngươi hay sao? Bàn Tử tức giận nói. Hồn lực thành hải, đây chỉ là một loại dị tượng, chỉ có thể nói hồn hải càng lớn, tiềm lực cũng càng lớn, về sau có thể từ vòng xoáy hồn lực không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đột phá. Tiêu Phàm không có ý tứ gãi đầu một cái, buồn bực nói, ý ngươi là chiến vương cảnh cũng phải dựa vào hấp thu thiên địa linh khí để đột phá. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hồn lực thành hải rồi, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nằm ở trên giường cũng có thể đột phá. Bàn Tử trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rốt cục hiểu rõ, bất luận là hồn lực thành hải, hay là hồn lực thành giang, cũng chỉ là đại biểu tiềm lực một người mà thôi. Một mặt trực tiếp móc nối với chiến hồn cấp phẩm càng cao, hồn hải càng lớn, một mặt cũng có quan hệ cùng công pháp tu luyện. Vừa rồi bọn hắn tu luyện cơ sở về hồn hóa chính là ví dụ rõ ràng nhất. Đáng tiếc, một ao hồn tủy này bị ba người chúng ta tiêu xài không còn. Bàn Tử lại nhìn hướng hồn tủy phía sau đã khô cạn, thở dài nói. Còn không đủ, đi thôi, ở chỗ này ngốc hơn nửa tháng cũng nên rời đi rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, đi đến bên người Chiến La, hơi hơi cúi người xuống, nói, đa tạ tiền bối đã giúp lần này. Không cần khách khí, các hạ nhớ kỹ đáp ứng việc của ta là được. Chiến La cười tủm tỉm nói, có Bàn Tử hai người ở đây. Hắn không còn xưng hô Tiêu Phàm là Tiêu điện chủ. Suýt quên mất việc này, nhận ơn nghĩa của người ta mà lại quên, ai? Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bản thân suýt chút quên việc này,
trịnh trọng gật đầu nói, tiền bối yên tâm, vãn bối dùng hết khả năng để hoàn thành. Sau đó hai người Bàn Tử và Ảnh Phong bái tạ, ba người lúc này mới rời khỏi đại điện. Đột phá chiến vương cảnh, ba người đã có thể phi hành trên không, không có chiến la làm phiền, tự nhiên hết sức dễ dàng. Đợi chút, đang lúc ba người vừa đi ra đại điện, thanh âm chiến la bỗng lại vang lên, ba người liền vội vàng ngừng bước chân, chỉ thấy chiến la nói tiêu. Bằng hữu, cốt đao kia ngươi cũng mang đi đi, cái kia hẳn là đồ vật thuộc về ngươi. Cốt đao, ba người Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nơi nào có cái gì cốt đao? Đột nhiên, ken két, trên quảng trường chiến vương xương cốt bắt đầu tan ra thành từng mảnh, hóa thành vô số bột phấn cốt trắng tiêu tán ở trên quảng trường, mà ở tại chỗ lại cắm một hồn binh quỷ dị huyết sắc, từ bề ngoài nhìn qua, tựa như một chuôi cự hình liêm đao. Liêm đao tử thần, Tiêu Phàm thốt ra, trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên, đương nhiên cái tên này cũng không phải là tên thật cốt đao này, mà là trong đầu hắn nhớ tới một chút đồ kiếp trước. Liêm đao tử thần, cái này rất hình tượng, ha ha. Chiến la cười ha ha một tiếng. Một tiếng ầm vang, thanh đồng đại điện lần nữa bế quan, trên quảng trường một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh tới cực điểm. Ảnh Phong. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Ách, Ảnh Phong trong lúc nhất thời không phản ứng, không biết vì sao, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không, hồn binh này quá chân quý. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt hắn lại bán đứng hắn, hoàn toàn bị liêm đao tử thần hấp dẫn. Đừng lại nhảy, nhanh cầm rời đi khỏi nơi này, nếu ngươi không muốn, vậy liền để lại ở chỗ này. Bàn Tử một trường đẩy lưng Ảnh Phong, trong tay hắn còn cầm chiến thiên kích đây, đối với liêm đao tử thần tự nhiên không cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm càng trực tiếp đạp không mà lên, hướng về bên ngoài màn sáng bay đi. Đa tạ công tử. Khuôn mặt Ảnh Phong cười tươi như hoa, không chút do dự nắm liêm đao tử thần trong tay, thanh âm hoa lạp lạp vang lên, một trận rung động chấn mảng những người. Âm ba công kích, ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới phát hiện phía sau liêm đao tử thần, còn có một đầu xích sắt đen. Âm ba công kích thật quỷ dị, ta cảm giác đầu choáng váng một trận. Bàn Tử đầu lảo đảo, tay cầm chiến thiên kích, một cỗ chiến ý ngập trời bộc phát ra. Ánh mắt lúc này mới khôi phục bình thường. Ngược lại, cái âm ba công kích này đối với Tiêu Phàm không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là u linh chiến hồn trong đan điền hơi hơi rung động một cái. Là một hồn binh không sai, chỉ ít đạt tới bát phẩm. Bàn Tử hít sâu một hơi, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, có điều so với chiến thiên kích ta vẫn là kém một chút. Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Ảnh Phong lơ đễnh, áo bào đen bao bọc. Tay cầm huyết sắc liêm đao tử thần, thật là có một loại cảm giác giống như tử thần. Đừng đắc ý, thu hồi tất cả hồn binh lại, đi thôi. Tiêu Phàm liếc mắt chừng hai người, u linh chiến hồn xuất hiện bao phủ ba người, xông ra quảng trường. Dưới ánh tuyết lâu, không ít quân sĩ đang tuần tra, năm bước một trạm canh gác, 10 bước một đồn gác, mặc dù thiên tài trà hội đã qua hơn nửa tháng nhưng Tuyết Ngọc Long vẫn không hề từ bỏ. Điều động mấy chục ngự lâm quân đóng giữ nơi đây. Thời gian hơn nửa tháng, một vài quân sĩ khó tránh khỏi lười nhác, đang ở bên bờ uống chút rượu, nướng lửa nhỏ. Các ngươi nói, hoàng chủ có phải quá để mắt Tiêu Phàm bọn hắn không, đã chết hơn nửa tháng, còn để cho chúng ta thủ ở chỗ này, đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Một quân sĩ cầm một bầu rượu rót vào trong miệng, trong tay cầm một khối thịt nướng ăn, miệng chảy đầy mỡ. Dụng ý của hoàng chủ ngươi biết cái đếch gì, ta nói cho các ngươi nghe, lúc đầu Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong giết chết hai chiến vương cảnh, hình như là người của Đại Ly Đế Triều. Người Đại Ly Đế Triều chết ở Tuyết Nguyệt Hoàng thành ta, hoàng chủ có thể không nôn nóng sao được. Một quân sĩ gầy gò khác đè thấp thanh âm nói. Ta cảm thấy hoàng chủ không sai, ba người Tiêu Phàm bọn hắn giết hơn 100 huynh đệ của chúng ta, nhất định phải làm thịt bọn hắn, chỉ cần bọn hắn xuất hiện. Lão tử ta lập tức đem bọn hắn băm thành thịt vụn. Lại một quân sĩ khôi ngô bực tức nói. Oanh, đột nhiên, mặt băng nổ vang một tiếng, băng cứng dày xuất hiện từng vết rách thật sâu, tiếng vang cực lớn trong nháy mắt thu hút quân sĩ đóng giữ. Hô hô hô, thời khắc hơn 40 tướng sĩ ngự lâm quân vây quanh, hàn băng phá vỡ, ba đạo thân ảnh từ dưới nước xông lên, mang theo mảng bọt nước lớn, bọt nước trong không khí nháy mắt kết băng, như là hoa vụn băng nở rộ. Mỹ diệu vô cùng. Ai, đối với hoa băng,
Ngữ Lâm Quân đã sớm quen thuộc, ánh mắt bọn hắn trong nháy mắt rơi vào trên ba đạo thân ảnh. Là bọn Tiêu Phàm, bọn hắn lại chưa chết. Nhanh, nhanh thông báo tướng quân, chúng ta ngăn chặn bọn hắn trước. Các huynh đệ, giết những cẩu tạp chủng này là có thể báo thù cho các huynh đệ đã chết, lại có thể được hoàng chủ khen thưởng, có lẽ còn được phá lệ đề bạt làm tướng quân. Hơn 40 Ngữ Lâm Quân gào thét, sát tâm nổi lên nhao nhao phóng về hướng bọn Tiêu Phàm. Còn có mấy người hướng về nơi xa gào thét. Nơi này giao cho các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, thân ảnh bỗng biến mất tại chỗ, những tu sĩ kia còn tưởng mình mắt mờ. Nhanh, quá nhanh, cho dù chiến tông cảnh đỉnh phong cũng bắt không được bóng dáng Tiêu Phàm. Phốc phốc, năm cái đầu lâu ném lên, máu tươi chảy ra phun về phía không trung ngưng tụ thành huyết tinh hoa, yêu diễm sáng lạn dị thường. Làm sao có thể mạnh như vậy? Còn lại khoảng 40 người toàn thân run rẩy lên, một số ít mấy người trên người tràn ngập một mùi nước tiểu. Gặp phải Tiêu Phàm thật đáng sợ, bọn hắn trước tiên chính là chạy trốn, nhưng Ảnh Phong và Bàn Tử làm sao cho bọn hắn cơ hội. Những người này lưu lại đây, vốn là để giết bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, chỉ có thể nói đều vì mình mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, trên sông băng lần nữa nhuộm thành huyết sắc, hết sức yêu nhiêu. Lúc tu sĩ bốn phía nghe được động tĩnh chạy tới, chỉ thấy mấy chục cỗ thi thể đóng băng, ngoài ra cái gì đều không có. Có ít người tựa như thấy được cái gì, nhưng không rõ ràng. Hiện tại làm sao bây giờ? Trong một ngõ nhỏ chật hẹp, ba người Tiêu Phàm bọc lấy áo bào trắng, che khuất khuôn mặt, cùng băng thiên tuyết địa hòa làm một thể. Ta về tuyết lâu một chuyến, xem tình hình một chút, đến thời điểm sẽ tìm các ngươi. Ảnh Phong nói ra. Hoàng thành lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Bàn Tử cổ quái nhìn Ảnh Phong nói. Đi Lăng Vân Thương hội tìm chúng ta. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, tìm khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Trầm Chấn Đào. Mặc dù không biết Trầm Chấn Đào vì sao lúc đầu không ra mặt, nhưng Trầm Chấn Đào không có khả năng không nể mặt Lăng Phong. Về phần Tần Mặc và Tuyết Lung Giác, Tiêu Phàm tự nhận là quen biết hời hợt. Còn chưa tới mức có thể phó thác tính mệnh. Được, Ảnh Phong gật đầu, thân hình lóe lên quỷ dị biến mất tại chỗ. Lão Tam, tuyết độn thuật có cái gì đáng nhìn, chúng ta cũng đi thôi. Bàn Tử nhìn thấy Tiêu Phàm đang ngẩn người, lập tức đập một bàn tay vào trên lưng Tiêu Phàm. Không phải, lão nhị, ngươi xem người kia là ai? Tiêu Phàm chỉ đầu ngõ nói, tại chỗ đầu ngõ đang có một đạo bóng người cúi đầu hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Hàn Lỗi, Bàn Tử trong mắt tách ra sát khí, lạnh như băng phun ra hai chữ. Hàn Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm và Bàn Tử, cảm nhận được sát ý trên người hai người, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp đạp tuyết vô ngân, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Hàn Lỗi, Tu La kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Ngươi lại chạy à? Bàn Tử đi tới phía sau Hàn Lỗi, một cước đá vào trên đầu gối hắn, xương cốt trực tiếp vỡ ra, thân thể cắm xuống đất tuyết. Vẫn may Tiêu Phàm kịp thời thu hồi Tu La kiếm, bằng không Hàn Lỗi đã đầu người rơi xuống đất. A, à, Hàn Lỗi tê tâm liệt phế kêu thảm, có điều thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị Bàn Tử cầm một cái nắm tuyết nhét vào trong miệng hắn, phát ra thanh âm ô ô ô. Ngươi tốt nhất đừng nhao nhao, cẩn thận bàn ra cắt cổ ngươi. Bàn Tử nghiêm nghị nói bên tai Hàn Lỗi, đối với Hàn Lỗi hắn không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Lúc đầu hãm hại người Đại Yến Vương Triều không nói, còn kém chút khiến Tiêu Phàm cùng Bàn Tử chết ở dưới ánh tuyết lâu, cơn giận này Bàn Tử tuyệt đối không có khả năng nhẫn nhịn. Hàn Lỗi ngô ngô gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Bàn Tử một trường vỗ lên trên đầu hắn, tuyết phun ra, kinh khủng nhìn hai người Tiêu Phàm nói, các ngươi là ai, ta với các ngươi không oán không cừu. Các ngươi vì sao muốn ứng phó ta? Không oán không cừu, Tiêu Phàm xốc lên vành nón, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lại băng lãnh. Tiêu Phàm. Hàn Lỗi kinh khủng không thôi, mồm miệng có chút không rõ, nhìn lại nhìn thấy khuôn mặt Bàn Tử cười ha hả, kém chút dọa hắn đến hồn phi phách tán. Tiêu Phàm, không liên quan đến ta, là Tuyết Ngọc Long bức ta làm như thế, cố ý khiến hai người các ngươi tham dự học viện thi đấu. Ta nói câu nào cũng là thật, thực sự không liên quan đến ta. Hàn Lỗi đầu như trống lúc lắc lay động,
Yên tâm, ta không muốn giết ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không giết ta, ta giết ngươi làm gì? Ta chỉ muốn biết rõ, những ngày qua phát sinh cái gì mà thôi. Tiêu Phàm vỗ bả vai Hàn Lỗi. Ta biết, ta biết. Nhìn thấy Tiêu Phàm không giết hắn, Hàn Lỗi lập tức mừng rỡ như điên. Nửa tháng trước, các ngươi rơi vào đáy hồ, Tuyết Ngọc Long liền hạ lệnh tiến đánh Đại Yến. Cái gì? Tiêu Phàm trực tiếp túm lấy cổ áo Hàn Lỗi, đằng đằng sát khí. Ta không lừa các ngươi, đây là thật. Hàn Lỗi hoảng sợ nói, có điều nghe nói Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thường xuyên gặp khó khăn. Cường giả chiến vương cảnh một khi xuất hiện ở chiến trường liền tử vong một cách ly kỳ. Về sau Tuyết Ngọc Long tự mình xuất quân vây công Vân Thành mới tránh cho loại sự tình này phát sinh. 6 ngày trước, chỗ Tuyết Ngọc Long nói, 7 ngày sau toàn lực công thành. Tiêu Phàm cùng bàn tử lông mày vặn thành hình chữ xuyên, là chữ này, choan. 6 ngày trước nói 7 ngày sau, há không phải nói chính là ngày mai sao? Lão Tam, nếu chúng ta không nhanh trở về, bàn tử lo lắng nói. Không kịp nữa. Tiêu Phàm lắc đầu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, chiến vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chết có lẽ có quan hệ tới huyết yêu nhiêu, chỉ cần không phải cường giả chiến hoàng xuất thủ, Đại Yến Vương Triều trong thời gian ngắn sẽ chịu được. Một khi hậu viện cháy, Tuyết Ngọc Long nhất định sẽ triệt binh, việc cấp bách là cứu Tuyết Ngọc Hiên ra. Người biết Tuyết Ngọc Hiên như thế nào không? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Bị giam lỏng trong hoàng cung, bị 4 cường giả chiến vương cảnh canh giữ, có điều cụ thể ở nơi nào thì ta không biết. Hàn Lỗi không chút do dự nói, chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua một tia tàn nhẫn, trong lòng lại bổ sung một câu, chỉ cần các ngươi dám xông vào hoàng cung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm buông cổ áo Hàn Lỗi ra, trực tiếp nhét hắn vào trên mặt tuyết, xoay người rời đi. Đột nhiên, bàn tử một quyền nện vào ngực Hàn Lỗi, trực tiếp chấn vỡ đan điền hắn. Ngươi, Hàn Lỗi mắt lộ tia kinh hoàng, trong miệng máu tươi cuồng phún. Ánh mắt ngươi khiến ta rất khó chịu, Lão Tam nói không giết ngươi, yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, bởi vì giết ngươi sẽ làm bẩn tay chúng ta. Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng. Không thèm quay đầu mà rời đi, chỉ còn Hàn Lỗi nằm trên mặt tuyết, chậm rãi bị bông tuyết bao trùm. Một người bị phế tu vi, dưới thời tiết băng hàn, kết cục có thể biết, đây cũng là báo ứng của hắn. Tiêu công tử, Nam cung công tử, các ngươi không chết. Trầm Chấn Đào nhìn thấy Tiêu Phàm và bàn tử, tựa như nhìn thấy quỷ, kích động không biết làm sao. Trầm lão đầu, người mong chúng ta chết sao? Bàn tử tức giận nói. Không phải. Không phải, do lão hủ quá kích động. Trầm Chấn Đào ho khan mấy tiếng, vội vàng giải thích. Đột nhiên, Trầm Chấn Đào hướng về hai người cúi một cái thật sâu, nói, hai vị công tử chớ trách, trước thời điểm đó lão hủ rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, đi một chuyến đến Ly Hỏa Đế Đô, nên mới. Không đợi Trầm Chấn Đào nói xong, Tiêu Phàm liền cắt ngang, vội vàng đỡ Trầm Chấn Đào dậy nói, Trầm bá, việc này không trách ngươi. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn có chút khúc mắc với Trầm Chấn Đào, nhưng giờ khắc này, một tia khúc mắc cuối cùng cũng tan thành mây khói. Trầm Chấn Đào không cần phải lừa hắn, cũng căn bản không lừa được hắn. Phải rồi Trầm bá, người biết Tuyết Ngọc Hiên bị giam giữ ở nơi nào không? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, cách xa ngàn dặm mà muốn ứng phó Tuyết Ngọc Long, chỉ có một biện pháp, chính là cứu Tuyết Ngọc Hiên ra, nếu có thể, trước tiên khống chế Hoàng Thành rồi nói tiếp. Tiêu công tử, không phải lão hủ không nói cho các ngươi, thật sự là với thực lực các ngươi, đi vậy chỉ e có đi không có về. Trầm Chấn Đào lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định nói, với thực lực Tiêu Phàm và bàn tử, đi vậy là chịu chết. Ta nói Trầm lão đầu, hiện tại chúng ta dù sao cũng là chiến vương cảnh, ngươi đừng có chưa thấy chí khí người khác liền dập luôn uy phong của họ được không? Bàn tử bĩu môi, tự mình đưa chén trà rót vào miệng. Chiến vương cảnh vẫn chưa đủ. Trầm Chấn Đào lắc đầu, nếu như ta nói, 4 phía chỗ giam lỏng Tuyết Ngọc Hiên còn mời của thân vương, có 12 cường giả chiến vương, hơn nữa đều là tu vi chiến vương trung kỳ trở lên, các ngươi cảm thấy còn nắm chắc cứu được Tuyết Ngọc Hiên sao? 12 chiến vương trung kỳ, bàn tử một miệng nước trà phun ra, kém chút bị sặc, hoàng thất có nội tình như vậy, nhưng cao tầng hoàng thất hẳn là sẽ không nhúng tay đi. Khó trách bàn tử kinh ngạc. Thân làm đế tử đế quốc, hắn biết rõ những quy tắc trò chơi ở giữa hoàng tử đế tử, cũng giống nhau mà nói, mặc cho phát huy,
mặc kệ âm mưu quỷ kế, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc. Dù là chết, hoàng tộc cùng cao tầng đế tộc cũng sẽ không tham dự, dù sao, hoàng tộc cùng đế tộc đều là đại gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, dòng dõi vô số, ai sẽ để ý một hai cái kia. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của gia tộc, liên quan đến gia tộc sinh tử tồn vong, ngoài ra đại lão đều sẽ không nhúng tay. Theo ý ngươi, Tuyết Ngọc Long được Tuyết gia cao tầng thừa nhận. Tiêu Phàm đối những quy tắc này cũng hiểu biết chút, chỉ có được tán thành, hắn mới có thể tùy ý điều động một chút thế lực gia tộc, nếu như thực sự là dạng này, vậy liền có chút phiền phức. Tạm thời là thế này, ta từng đi qua Hoàng Cung một chuyến, phát hiện còn âm thầm ẩn giấu hai tên chiến hoàng, các ngươi đi, tuyệt đối chết không nghi ngờ. Trầm Chấn Đào lại nói, chiến hoàng, Tiêu Phàm và Bàn Tử kêu lên kinh ngạc, không phải kinh ngạc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có chiến hoàng, mà là kinh ngạc Tuyết gia vậy mà dùng cao tầng giam lỏng Tuyết Ngọc Hiên. Ngày đó cảnh Diệp Lâm Trần giết chiến vương Đỉnh Phong còn rõ mồn một trước mắt, hai người mặc dù đột phá chiến vương cảnh, nhưng không cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể cùng chiến hoàng đấu một trận. Hai người đột nhiên dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Trầm Chấn Đào, Trầm Chấn Đào lập tức mỉm cười, nói ra, còn may. Hai người Tiêu Phàm cùng Bàn Tử trợn mắt một cái, bọn hắn tự nhiên nghe ra Trầm Chấn Đào nói bóng gió, hắn đã đột phá chiến hoàng cảnh. Các ngươi cũng đừng quên Nhân Thân Vương, hai chiến hoàng kia hẳn để uy hiếp Nhân Thân Vương Tuyết Nam Thiên. Trầm Chấn Đào lại bổ sung một câu. Tuyết Nam Thiên nếu là chiến hoàng cảnh, nên được Tuyết gia coi trọng mới đúng chứ. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Vậy ngươi không hiểu đạo sinh tồn đại gia tộc. Bàn Tử mở miệng, lạnh lùng cười nói, Tuyết Nam Thiên có lợi hại hơn nữa, cũng không phải dòng chính huyết mạch, không có khả năng đặt vào mắt cao tầng Tuyết gia, đây chính là chỗ tàn khốc của đại gia tộc. Tiêu Phàm rất nhanh hiểu rõ, một núi không thể chứa hai hổ, Tuyết Nam Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn chỉ là chi thứ, Tuyết gia tự nhiên kiêng kỵ, ngộ nhỡ có một ngày Thiên Tuyết Nam Thiên tạo phản. Nói cách khác, Tuyết Ngọc Long đã nhất định là hoàng chủ. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại. Phải, mà cũng không phải. Trầm Chấn Đào lắc đầu, điều này khiến Tiêu Phàm và Bàn Tử càng thêm nghi hoặc. Trầm Chấn Đào lại nói, các ngươi coi là Tuyết Ngọc Long tiến đánh Đại Yến, chỉ là vì lửa giận nhất thời sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tất nhiên không phải. Thứ nhất, đây là khảo nghiệm của Tuyết gia đối Tuyết Ngọc Long. Thứ hai, đây là lên núi Trấn Hổ. Trầm Chấn Đào hít sâu một hơi nói. Đại Yến Vương Triều nhiều nhất cũng chỉ được xem là một con mèo nhỏ, cùng hổ có quan hệ gì? Bàn Tử mặt coi thường nói, không phải hắn coi thường Đại Yến Vương Triều, mà là thực lực của Đại Yến Vương Triều vốn đã không ra hồn. Một Vương Triều đến cường giả chiến hoàng đều không có, sao có thể là đối thủ của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Lão hổ trong miệng Trầm Bá, là ám chỉ Thần Phong Học Viện. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân giật mình một cái. Không sai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong mắt Trầm Chấn Đào đều là vẻ tán dương, Thần Phong Học Viện không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Điều ta biết rõ cũng không nhiều, chỉ biết Thần Phong Học Viện có lịch sử lâu đời, còn xa xưa hơn cả Chiến Hồn Học Viện. Thần Phong Học Viện có đồ vật Tuyết gia muốn. Dù sao mấy trăm năm qua Tuyết gia đã nhiều lần có chủ ý đánh Thần Phong Học Viện, chỉ là không tìm được một cái cớ thích hợp mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm và Bàn Tử thật lâu cũng không cách nào bình tĩnh, Bàn Tử thốt ra, Thần Phong Học Viện đã tồn tại hơn ngàn năm, so với Chiến Hồn Học Viện còn xa xưa hơn, cái này sao có thể, ta chưa từng nghe nói qua. Tiêu Phàm lục soát tin tức trong Tu La truyền thừa, cũng không phát hiện việc liên quan tới Thần Phong Học Viện. Cụ thể thế nào ta cũng không biết, dù sao đây là sự thật. Trầm Chấn Đào lắc đầu. Trầm Bá, nếu như Tuyết Ngọc Long chết thì sẽ thế nào? Trong mắt Tiêu Phàm xuất hiện một tia lệ khí, hắn biết không thể nào ra tay ở Hoàng Thành, chỉ có chạy tới chiến trường. Tuyết gia sợ sẽ không kịp xuất thủ đối phó với Thần Phong Học Viện, Thần Phong Học Viện có thể ngăn cản hay không thì ta không biết. Trầm Chấn Đào hít sâu một hơi nói. Hội trưởng. Có một người tên Ảnh Phong cầu kiến. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trầm Chấn Đào liếc nhìn Tiêu Phàm, thản nhiên nói, để hắn vào. Sau vài nhịp thở, Ảnh Phong với một bộ trang phục đen đi tới, há miệng muốn nói, chỉ là lúc nhìn thấy Trầm Chấn Đào, lời nói vừa đến miệng lại nghẹn trở về. Ảnh Phong, nói đi,
Trầm Bá không phải người ngoài. Tiêu Phàm nói, ta trở về một chuyến, tất cả mọi người đã rời đi, có điều có người lưu cho ta lời nhắn, bọn hắn đều đuổi theo hướng chiến trường. Ảnh Phong nói, những lời này Trầm Chấn Đào và Bàn Tử tất nhiên nghe không hiểu, nhưng Tiêu Phàm lại hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Người của Tuyết Lâu đi tới chiến trường, Huyết Yêu Nhiêu lại chắc chắn xác định là ta không chết. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, đột nhiên cười lên, nói, lão nhị, Ảnh Phong, chúng ta tới chiến trường trước đã. Lưu lại chỗ này đã không còn liên quan gì tới đại cục, không bằng rời nơi này trước. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều công thành, có người Tuyết Lâu ám sát, khẳng định sẽ không nhanh được. Được, Bàn Tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn gật đầu. Ba người Tiêu Phàm cáo biệt Trầm Chấn Đào liền rời khỏi Lăng Vân Thương Hội, đến chiến trường của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều và Đại Yến Vương Triều, Vân Thành. Ba người rời khỏi Lăng Vân Thương Hội đã là lúc nửa đêm, hôm nay chính là ngày Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quy mô công thành, đừng thấy Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đến tòa thành thứ nhất cũng không lấy được. Đó là bởi vì đại bộ phận lực lượng Đại Yến Vương Triều đều tụ tập ở Vân Thành, hơn nữa còn có người của Tuyết Lâu âm thầm trợ giúp, nơi đó chính là cửa ải trọng yếu nhất. Một khi phá vỡ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tất nhiên thế như trẻ tre, quét ngang Đại Yến. Đừng chạy, lần này ngươi chạy không thoát. Dám trộm đồ vật trong kho nước ta, cũng không sợ bị băm thành tám mảnh. Một tiếng gầm lên phá vỡ đêm tối yên tĩnh, chân trời mênh mông tuyết lớn đang rơi, sương mù một mảnh. Ba người Tiêu Phàm nhìn lại theo thanh âm kia, lại phát hiện một đạo kim sắc như điện xuyên qua hư không, tốc độ nhanh như sấm sét. Bốn đạo thân ảnh theo đuổi phía sau không từ bỏ, bọn hắn đạp không mà đi, tốc độ đều kinh người vô cùng. Chiến vương, Ảnh Phong mị mị hai mắt, đồ vật có thể làm cho bốn cường giả chiến vương truy kích, khẳng định không đơn giản. Tất nhiên không đơn giản, người có phát hiện thân ảnh kim sắc kia là cái gì không? Bàn Tử nhếch miệng cười nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phàm. Đi thôi. Tiêu Phàm cười cười, hắn tự nhiên liếc mắt liền thấy. Quang ảnh kim sắc thiểm điện trừ Tiểu Kim còn có thể là ai? Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Tiểu Kim còn lưu lại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hơn nữa có vẻ như còn trộm lấy một chút đồ vật ở quốc khố Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Khó trách khiến cho cường giả chiến vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tức giận như vậy. Ách, vẻ mặt Ảnh Phong vô cùng nghi hoặc, đương nhiên lúc lấy lại tinh thần, hai người Tiêu Phàm đã chỉ còn lại một đạo hư ảnh mơ hồ, hắn không chút do dự cùng đi theo. Cái kim sắc thiểm điện tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua cửa thành, biến mất ở trong sông băng mênh mông. Bốn đạo thân ảnh ngừng chân ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn Tiểu Kim rời đi. Truy hay không, trong đó một nam tử trung niên mặc chiến bào màu trắng mở miệng. Gia hỏa này quá trơn trượt ất, tuyết trắng mênh mông thế này này, đuổi không kịp nó. Một người khác lắc đầu, nghiễm nhiên chuẩn bị từ bỏ. Bỗng nhiên, hô hô. Ba đạo lưu quang màu trắng từ nơi không xa gào thét đến, còn quay đầu liếc nhìn bốn người, chỉ là bị bao trùm trong áo bào trắng, căn bản nhìn không thấy khuôn mặt bọn hắn, hiển nhiên chính là bọn Tiêu Phàm. Còn có đồng đảng, tứ đại chiến vương vốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy ba người Tiêu Phàm, một vẻ ác liệt lóe qua. Sự tình ở Ánh Tuyết Lâu, rất có thể có quan hệ tới bọn hắn. Nam tử chiến bào màu trắng sát khí nặng nề nói. Truy. Trong đó một người khẽ quát một tiếng, bốn người lần nữa đạp không mà lên, truy về hướng Tiêu Phàm. Sông băng mênh mông không thể nhìn thấy điểm cuối, bông tuyết nhao nhao, ánh mắt càng mơ hồ. Thật sự đuổi theo, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đối với người tuyết gia, hắn căn bản không có bất kỳ thương hại nào, ngoại trừ Tuyết Ngọc Hiên và Tuyết Lung Giác, những người khác đều là kẻ địch. Chỉ nhìn cái khí tức này, hẳn là hai chiến vương sơ kỳ, hai chiến vương trung kỳ. Trên mặt Bàn Tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bốn người mà thôi, giết rồi tính tiếp. Nơi này cách Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đủ xa, vừa vặn thử nghiệm liêm đao. Ảnh Phong đột nhiên ngừng bước chân, vững vàng đáp trên mặt tuyết. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử nghe vậy cũng dừng lại, Tu La Kiếm cùng Chiến Thiên Kích xuất hiện ở trong tay, lạnh lùng nhìn bốn đạo thân ảnh tới gần. Nhìn bố trận của bọn Tiêu Phàm, tứ đại cường giả chiến vương liền dừng lại cách hơn 10 mét. Các ngươi là ai? Nam tử chiến bào màu trắng trầm giọng nói, trong mắt sát khí lấp lóe. Là người giết các ngươi. Bàn Tử lạnh lẽo phun ra một đạo thân ảnh, tay cầm chiến thiên kích liền hướng đi lên.
Chiến vương tiền kỳ nho nhỏ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử chiến bào màu trắng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi ba người Tiêu Phàm, ba chiến vương tiền kỳ, thế nào để vào mắt hắn. Đồ rác rưởi tự tìm cái chết, một cường giả chiến vương trung kỳ khác trợn mắt quét ngang, cầm đại đao trong tay trực tiếp nghênh lên. Hư không truyền đến một tràng tiếng xé gió. Chiến thiên kích cùng đại đao hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, đinh đương một tiếng, đại đao trực tiếp phân thành hai mảnh, trước chiến thiên kích trông giống như đậu hũ. Sao lại thế, cường giả chiến vương trung kỳ sắc mặt biến đổi, nhưng chiến thiên kích khí thế không giảm, xông thẳng vào chỗ bộ ngực hắn. Một đạo tia kiếm vàng xẹt qua hư không, đâm rách sông băng mù sương, người kia chỉ cảm thấy một cỗ áp lực tràn đầy đánh tới, giống như một đầu rồng ẩn núp thức tỉnh. Thân là cường giả chiến vương, cũng coi là trải qua bách chiến, rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong nháy mắt đao gãy giơ ngang chống đỡ trước ngực. Ầm, một tiếng nổ vang, đao gãy nổ nát vụn, cường giả chiến vương trung kỳ cảm giác bị một tòa núi lớn đặt ở trên người, toàn thân xương cốt chấn vỡ, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lục phủ ngũ tạng tức thì bị chấn động đến vỡ nát, còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, giống như chết rồi không thể chết thêm nữa. Thi thể như đạn pháo bay ra vài trăm mét mới dừng lại. Thấy cảnh này, tam đại cường giả chiến vương phía đối diện sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi run run. Bọn hắn đang giả heo ăn hổ, đi mau. Nam tử chiến bào màu trắng phản ứng tới, cấp tốc lui lại. Giả heo ăn thịt hổ, ngươi cũng được coi là hổ sao? Một đạo thanh âm khinh thường từ phía sau nam tử chiến bào màu trắng truyền đến, hắn cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là chiến vương sơ kỳ. Nhưng hắn là một chiến vương cảnh trung kỳ, vậy mà không phát hiện đối phương xuất hiện ở bên người khi nào, điều này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Huyết sát, thanh âm lạnh lùng thốt lên, một đạo huyết sắc thần hồng tại hư không xuất hiện, phá không mà lên, như tuyệt thế huyết kiếm, lại như kinh lôi trong đêm tối, tốc độ nhanh vô cùng, sát thế kinh người. Phốc, huyết hoa tại hư không nở rộ. Máu tươi chảy ra, nam tử chiến bào màu trắng kinh hoàng nhìn lỗ lớn trước ngực mình, một mặt kinh hãi cùng không cam lòng, run giọng nói, ngươi là Tiêu Phàm. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, như hung thú khát máu hết sức dữ tợn. A, ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm truyền đến, ảnh phong cầm trong tay liêm đao tử thần cắt lấy đầu hai tu sĩ chiến vương tiền kỳ. Tựa như là một việc không đáng nhắc đến. Không hổ là chiến vương, vốn liếng thực sự là phong phú. Tiêu Phàm ước lượng hồn giới trong tay. Không nói đồ vật bên trong hồn giới, chính phẩm chất hồn giới này cũng không thua viên trên ngón tay hắn. Tiêu Phàm trực tiếp mang hồn giới trong tay, lộ ra vẻ hài lòng. Giống, gầm nhẹ một tiếng, kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không thoáng cái đi tới gần Tiêu Phàm, trong mắt rung động không thôi. Hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Tiểu Kim, Tiêu Phàm cũng không bình tĩnh, ánh mắt lập tức lóe lên, kinh ngạc nói, người đột phá lục giai. Lục giai, vương thú, ánh mắt ảnh phong kinh ngạc rơi vào trên người Tiểu Kim, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây không phải một con mèo nhỏ à, làm sao có thể đột phá lục giai? Ảnh phong, đừng xem thường Tiểu Kim, người chưa chắc là đối thủ của nó đâu. Bàn tử cười ha hả nói. Hắn đã chịu thiệt thòi không ít ở trong tay Tiểu Kim. A, ảnh phong trong mắt đều là vẻ khó tin. Ha ha. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cười ha hả, hóa ra là như thế, xem ra giữ ngươi lại đây là đúng, Tuyết gia quốc khố gặp không ít nạn. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ, tựa như hết sức không vừa lòng khi thấy Tiêu Phàm bỏ nó lại. Yên tâm, về sau nhất định sẽ không lưu lại ngươi một mình. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim. Tiểu Kim bày ra một mặt hưởng thụ. Lão Tam, đi trước đã. Bàn tử nhắc nhở Tiêu Phàm. Yên tâm, chúng ta trực tiếp xuyên qua hồn thú sơn mạch nên chỉ cần thời gian 2 ngày. Hơn nữa, hiện tại có Tiểu Kim ở đây, 1 ngày cũng đủ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Tiểu Kim, ảnh phong cùng bàn tử ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiểu Kim. Một đạo kim sắc như sét sẹt qua bầu trời. Gió lạnh đi ngang qua bên ba người Tiêu Phàm. Nếu như không có hồn lực hộ thể, kình phong này đã đủ xé rách thân thể ba người. Ảnh phong thật lâu không thể bình tĩnh lại, tinh thần một mực đắm chìm trước một màn Tiểu Kim biến thân kia.
có thể biến thân, chí ít huyết mạch cũng từ bát giai trở lên. Bàn tử còn đỡ, dù sao hắn đã từng được chứng kiến tiểu kim biến thân. Chẳng qua là khi bàn tử nhìn thấy tiểu kim biến thân hoàn toàn cũng kinh hãi không thôi. Đây đâu phải mèo con gì, rõ ràng chính là cửu giai thánh thú Hoàng Kim Thánh Sư. Bàn tử chưa bao giờ nghĩ đến, một đường đi tới, tiểu kim bên cạnh mình lại là Hoàng Kim Thánh Sư trong truyền thuyết, căn bản so với chiến hồn kim cương đại lực thần Ngưu của hắn không yếu hơn bao nhiêu. Lão Tam, người thật biết giấu đi, giấu giếm ta lâu như vậy. Bàn tử tức giận nói. Ngươi không hề hỏi ta. Tiêu Phàm nhún vai, bày ra bộ dáng không liên quan đến ta. Bàn tử không còn gì để nói, đúng như Tiêu Phàm nói, hắn không có hỏi, Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết tiết lộ bản thể tiểu kim. Dưới sự hướng dẫn của tiểu kim, ba người rất nhanh liền đi tới hồn thú sơn mạch, cấp tốc lao về hướng Vân Thành. Cũng vào lúc này, dưới Vân Thành, quân đội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều từng bước ép sát, khoảng cách tới Vân Thành không đến một dặm. Mấy vạn quân đội bộ pháp bước đi chỉnh tề, khí thế trùng thiên, hiển nhiên là chuẩn bị công thành. Trên Vân Thành, Yến Vương khoác chiến giáp đứng sừng sững trên tường thành, con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Long trên chiến trường nơi xa, bốn mắt chạm nhau, ai cũng không nhường ai. Trên tường thành, Đại Yến từng dãy cung tiễn thủ nghiêm chỉnh đứng đợi, chỉ cần Yến Vương nói một câu, chắc chắn sẽ lập tức xuất thủ. Đại Yến Vương Triều mặc dù phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nhưng bọn hắn vẫn là quân đội Đại Yến, sinh là người Đại Yến người, chết đi làm ma Đại Yến. Tu sĩ bình thường có lẽ không phân chia biên giới, nhưng các quân sĩ nhận thức rất rõ ràng. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cho dù có cường đại, bọn hắn cũng không mảy may lùi bước. Gió lạnh gào thét ô ô ở trong núi như khóc gào, sắc trời u ám, nơi xa sông băng trắng tuyết khiến trong không gian tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong. Quân đội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều vẫn đang áp tới gần, không mảy may có ý lùi bước. Gió càng lúc càng lớn, nhiệt độ càng ngày càng thấp, nhưng trong máu các tướng sĩ lại càng ngày càng nóng, cơ hồ sôi trào lên. Vân Thiên Trì, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng không giết. Tuyết Ngọc Long vung tay lên, quân đội Tuyết Nguyệt đột nhiên dừng lại, thanh âm âm vang hữu lực. Vân Thiên Trì chính là Yến Vương, đây mới là bản danh của hắn, nếu như không có Tuyết Ngọc Long nhắc nhở, rất nhiều người có lẽ sớm đã quên tên hắn. Yến Vương Vân Thiên Trì thần sắc lạnh lùng, bên trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, đầu hàng không giết. Một khi đầu hàng, đoán chừng chỉ có chết càng nhanh. Quân sĩ Đại Yến nghe vậy có số ít người lộ ra ánh mắt chờ mong nhìn về phía Vân Thiên Trì. Mặc dù tâm ở Đại Yến, nhưng bọn hắn cũng biết quân đội Tuyết Nguyệt cường đại, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đầu hàng, Tuyết Ngọc Long ngươi đến cha ruột còn giết, còn quan tâm đến mạng của những người thường như chúng ta sao? Yến Vương Vân Thiên Trì đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Đại Yến quân sĩ nghe vậy, ánh mắt tha thiết kia biến mất không thấy gì nữa, con ngươi lần nữa biến băng lạnh. Ngươi có thể chết, nhưng ngươi muốn cho những người này đều chôn cùng sao? Tuyết Ngọc Long tựa như đã sớm đoán được tất cả những thứ này, cũng không nóng nảy. Trên chiến trường tâm lý rất trọng yếu, có thời điểm nó có thể quyết định thắng bại của trận chiến. Tuyết Ngọc Long chẳng những thiên phú tu luyện kinh người, cũng am hiểu sâu đạo này, lung lạc lòng người, khích bác ly gián chính là sở trường của hắn. Quân sĩ Đại Yến ta sợ chết sao? Vân Thiên chỉ coi thường Tuyết Ngọc Long, quay đầu nhìn về quân đội Đại Yến lít nha lít nhít phía sau lưng, thanh âm vang vọng Vân Tiêu. Thề sống chết bảo vệ Đại Yến, thề sống chết bảo vệ Đại Yến, thề sống chết bảo vệ Đại Yến. Thanh âm chỉnh tề tinh tế vang lên, khí tức cường đại xông phá trời xanh. Đám mây chân trời bốc lên cuồn cuộn sau đó nổ tung, khí thế khiếp người. Tuyết Ngọc Long híp hai mắt, thần sắc hờ hững, quân đội Đại Yến đoàn kết cũng vượt quá dự kiến bọn hắn. Đã như vậy, đừng trách bản hoàng vô tình. Con người Tuyết Ngọc Long lạnh lẽo, chậm rãi nâng tay phải lên. Đông, đông, đông đông đông, thanh âm chống trận sục sôi vang lên, thoải mái chập trùng giống như thiên lôi vang động, rung động tinh thần. Giết! Mấy vạn người cùng gầm lên, âm thanh trấn áp nhân tâm, quân sĩ Tuyết Nguyệt bộ pháp chỉnh tề phóng tới Vân Thành, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cỗ hồn lực tràn đầy đập vào mặt, nhấc lên một cỗ cuồng phong to lớn. Bắn, một tiếng quát như sấm vang lên, Vân Lạc Vũ đứng trên tường thành, tay phải vung lên, mấy ngàn cung tiễn cùng nhau bắn ra, lợi kiếm lít nha lít nhít dày đặc không trung,
thanh âm bén nhọn đinh tai nhức óc, chân trời bỗng đen đi. Cản, Trần Thiên Minh đứng trên chiến xa gầm lên một tiếng, quân sĩ Tuyết Nguyệt bỗng cầm lấy tấm chắn trong tay, cao cao giơ qua đỉnh đầu, hình thành tường đồng vách sắt kín không kẽ hở. Đinh đinh đang đang tiếng kim loại va chạm vang lên, như là ngọc châu lăn xuống, trên tấm chắn đốm lửa bắn tứ tung, đại bộ phận cung tiễn bị ngăn cản ở ngoài. Lại bắn, sắc mặt Vân Lạc Vũ tái nhợt, gần như gầm hét lên. Quân sĩ Đại Yến lộ vẻ dữ tợn, trang bị của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không phải Đại Yến có thể so sánh. Những tấm chắn này kém nhất đều là tam phẩm hồn binh, những cung tên này căn bản không phá nổi phòng ngự bọn hắn. Tuyết Ngọc Long để tấn công Đại Yến, hiển nhiên cũng đã vung nhiều tài phú. Tuyết Ngọc Long đứng trên chiến xa, lạnh lùng nhìn vị trí Vân Thành, quanh thân hắn có bốn cường giả chiến vương đứng, hồn lực quang hoa ngưng kết thành một đạo kết giới, mạnh hơn cả những tấm chắn. Trải qua vài lần công kích, căn bản không đem lại bất cứ tác dụng gì, quân đội Đại Yến tâm cũng căng cứng, có nhiều người lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiến lên, Trần Thiên Minh cười lạnh, trường kiếm trong tay vũ động. Hắn thấy Đại Yến đối đầu với Tuyết Nguyệt, giống như kiến càng lay cây, nhất định chính là tự tìm đường chết. Giết, 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 quân đội Tuyết Nguyệt phấn chấn vô cùng, đại trận cầm trong tay tấm chắn tiến lên, từng bước một ép sát tường thành. Đúng lúc này, hai bóng người từ trong đám người xông ra, gào thét hướng về cửa thành, hai người kia đạp không mà đi, hiển nhiên là Chía Vương cường giả. Bọn hắn không thèm nhìn cung tiễn công kích, chỉ muốn phá cửa thành ra. Thật coi Đại Yến ta không có người sao? Một tiếng gầm lên truyền ra, trên tường thành cũng bay ra hai đạo thân ảnh, ra tay chính là Triệu gia gia chủ Triệu Trường Thanh và Lý gia gia chủ Lý Vân Hà. Lý Vân Hà vốn mong Vân gia diệt vong, dù sao cũng tính món nợ con trai của hắn chết ở Vân Lạc Tuyết. Nhưng lần trước Vân Lạc Tuyết cứu nữ nhi hắn Lý Tuyết Y, cân nhắc suy nghĩ mãi, vẫn là đứng ra. Hắn cũng hiểu rõ đạo lý tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Vân gia diệt vong, Lý gia hắn ở trong mắt Tuyết gia đâu được tính là gì. Hai người xuất thủ vô cùng kịp thời, ngăn lại cường giả chiến vương cảnh của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, tứ đại cường giả chiến vương cảnh chiến đấu cùng một chỗ, càng đánh càng xa. Cũng đúng lúc này, quân đội Tuyết Nguyệt đã hạ quân, bắt đầu phát động công kích hướng cửa thành. Dầu hỏa, ánh mắt Vân Lạc Vũ rét run, đưa tay vung lên. Chỉ một thoáng, từng thùng dầu hỏa từ trên tường thành đổ xuống. Mấy chục quân sĩ cầm trong tay bó đuốc lập tức đốt, hỏa diễm cuồn cuộn hướng về dưới cổng thành phóng đi, khói đặc nổi lên bốn phía. Phía dưới Vân Thành, trong nháy mắt trở thành một biển lửa, quân đội Tuyết Nguyệt phát ra từng hồi tiếng kêu thảm thiết, cho dù cường giả chiến tông cảnh cũng ngăn cản không nổi hỏa diễm. Quân đội Đại Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt không có mảy may thương hại. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long tái nhợt, Đại Yến chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Xem ra là muốn sống chết đến cùng với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nghĩ vậy, con người hắn ngày càng lạnh băng. Ngự Lâm Quân đâu, cũng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai ngập trời từ trong miệng Tuyết Ngọc Long truyền ra. Theo tiếng quát chói tai vang lên, một đạo thân ảnh từ trong đám người xông ra, những người kia người mặc chiến giáp màu vàng, khí thế trùng thiên, từng người tản mát ra khí tức tràn đầy, hiển nhiên đều là tu vi chiến tông cảnh trở lên. Ngự Lâm Quân chính là quân đội tinh nhuệ của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, số lượng không nhiều hơn 1.000. Dùng đến bọn hắn để công thành hiển nhiên là dùng dao giết trâu để mổ gà. Nhưng Tuyết Ngọc Long căn bản chú ý không được nhiều như vậy, nguyên một đám chiến vương bị ám sát càng khiến hắn lửa giận trùng thiên, không diệt Đại Yến, thề không bỏ qua. Còn người Vân Thiên chỉ băng lãnh, sát tâm nổi lên, hắn không có ý lùi bước chút nào. Vân Thành tuy nhỏ, nhưng có đến mấy chục vạn bách tính, mặc dù đại bộ phận đã rút lui, nhưng còn có hơn 10 vạn người không đành lòng rời đi, không ít nam tử trẻ đã xung vào tướng sĩ thủ thành. Mặc dù nói thân ở hoàng gia, đều là người vô tình, nhưng Vân Thiên chỉ máu lại sôi trào vô cùng. Ngự Lâm Quân ở đâu? Thời khắc tướng sĩ kim giáp kia tới gần cửa thành, Vân Thiên chỉ đột nhiên quát một tiếng chói tai. Có, từng đạo thanh âm bá khí từ phía sau truyền đến. Sau đó chỉnh tề tinh tế xếp thành một hàng trên tường thành. Vân Thiên Trì, những người này cũng xứng xưng là Ngự Lâm Quân. Tuyết Ngọc Long mặt coi thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi Ngự Lâm Quân Đại Yến. Đại bộ phận cũng chỉ là chiến sư cảnh, chỉ có số ít mười mấy chiến tông cảnh mà thôi, so sánh với Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân,
nhất định chính là một đám người ô hợp. Tuyết Nguyệt ngươi, so với Đại Ly thì thế nào? Vân Thiên chỉ thản nhiên nói, Tuyết Ngọc Long ngươi chỉ là một con chó, cũng xứng xưng hoàng. Nghe nói như thế, sắc mặt Tuyết Ngọc Long tái nhợt, lông mày vặn vẹo méo mó. Vân Thiên chỉ nói không sai, Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân so với Đại Ly Đế Triều lại tính thế nào đây? Vương Triều cùng Hoàng Triều cùng Đế Triều chênh lệch ở giữa vốn chính là khác biệt một trời một vực, có gì có thể so tính? Chí ít, Đại Yến ta là Đại Yến, mà Tuyết Ngọc Long ngươi chỉ là một con chó của Đại Ly Đế Triều, cũng xứng ở nơi này gào to. Giết cho bản hoàng, Tuyết Ngọc Long tự biết công kích lời nói không làm gì được Vân Thiên Trì, chỉ có liều thực lực. Đại Yến ta nhất định thắng. Vân Thiên chỉ thấy thế, đột nhiên cười lên ha hả, so với Tuyết Ngọc Long, Vân Thiên chỉ mới là vương giả chân chính, phảng phất đang cười nhạo một thằng hề. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, Đại Yến Ngự Lâm Quân đột nhiên khiêng từng khối đá lớn hướng dưới tường thành đập tới. Những khối đá nặng đến vạn cân, cho dù chiến tông cảnh cũng không dám đối kháng. 10 Ngự Lâm Quân Tuyết Nguyệt trực tiếp bị đá lớn ép thành thịt vụn, những người khác nhao nhao lui lại. Dưới tường thành hỏa diễm ngập trời, khói đặc tràn ngập, cho dù chiến tông cảnh ở bên trong, động tác và thị lực đều sẽ bị ngăn trở. Bây giờ lại có đá lớn công kích, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm tiến lên. Trong lúc nhất thời, quân đội hai phe lâm vào một cục diện bế tắc, chiến đấu đến bây giờ, Đại Yến chưa từng tử thương một người, mà Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại chết mấy trăm người. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long khó coi tới cực điểm, một bàn tay hung hăng nắm chặt trên lan can chiến xa. Mí mắt nhảy lên, con người càng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía, tựa như đang tìm gì. Nơi xa phía trên đỉnh núi, mấy chục đạo bóng đen đang đứng, cầm đầu chính là Huyết Yêu Nhiêu, một bộ quần dài màu đỏ hết sức yêu dị, giống như dục hỏa phượng hoàng. Đứng bên cạnh là ông lão mặc áo đen Tề Lão. Tề Lão nhìn công thủ đại chiến phía xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói, Đại Yến mặc dù không bằng Tuyết Nguyệt, nhưng chuẩn bị đầy đủ, trận chiến này chúng ta chưa hẳn phải xuất thủ. Lực cả một chiều, nếu như còn ngăn không được một góc của Tuyết Nguyệt, Đại Yến Vương Triều kia đã sớm không tồn tại. Huyết Yêu Nhiêu thản nhiên nói, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Thiếu chủ nói đúng. Tề Lão cung kính gật gật đầu. Huyết Yêu Nhiêu lại vẻ mặt nghiêm túc, nói, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, đằng sau Tuyết Nguyệt còn cất giấu một cỗ đại lực lượng. Tuyết Ngọc Long đây là đang muốn thăm dò chúng ta, chỉ cần cỗ lực lượng kia bất động, chúng ta cũng bất động. Rõ. Nghe được Huyết Yêu Nhiêu nói, trong mắt Tề Lão lóe lên vẻ ngưng trọng. Phải rồi, kiếm vương triều bên kia như thế nào? Huyết Yêu Nhiêu lại hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, kiếm vương triều bên kia không có động tĩnh, vẫn đang chờ đợi. Bên cạnh một nam tử trung niên cung kính nói. Kiếm vương triều thực coi người trong thiên hạ đều là đồ đần. Đoán chừng không chỉ chúng ta phát hiện ra bọn hắn, Tuyết Ngọc Long hẳn là cũng sớm đã phát hiện, đến lúc đó thịt dê không ăn được, ngược lại tự chuốc họa vào thân. Tề Lão cười lạnh nói. Thời điểm giám thị, bọn hắn nếu dám động đậy, những chiến vương đó toàn bộ giết, kẻ khác đều chỉ là đám ô hợp mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu ngữ khí lạnh lẽo tới cực điểm, trong mắt đều là vẻ hờ hững. Gần như đồng thời, nơi sâu trong hồn thú sơn mạch, Tiểu Kim mang theo ba người Tiêu Phàm tung hoành hồn thú sơn mạch. Cỗ lãnh ý kia chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là tiến vào bên trong địa giới Đại Yến Vương Triều. Tiểu Kim, lui xuống. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, con người thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Lão Tam, sao vậy? Bàn tử cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ Tiêu Phàm phát hiện ra cái gì? Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ. Đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, lông tóc toàn thân lóe sáng. Có mai phục, Ảnh Phong đề phòng nhìn bốn phía, bỗng biến mất tại chỗ. Một khắc sau lúc xuất hiện, trong tay kéo lấy một bóng người đi đến, như ném con chó chết xuống đất. Bàn tử hơi ngoài dự liệu, không nghĩ Ảnh Phong tính cảnh giác mạnh như vậy, ngay cả hắn cũng không hề phát hiện ra thứ gì. Ngược lại Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, nhìn phía xa. Mấy người xung quanh hắn tất nhiên sớm đã phát hiện, chỉ là hắn căn bản không để trong lòng, hắn để ý là mấy dặm bên ngoài rừng. Đừng có giết ta cái gì cũng không biết. Bị bắt là một nam tử áo đen, mấy đồng bọn của hắn bị Ảnh Phong giết chết, điều này làm hắn bị dọa cho phát sợ. Cái gì cũng không biết,
Bàn tử thần sắc lạnh lẽo, một cước đá vào ngực nam tử áo đen. Không cần hỏi nữa, hắn hẳn là người kiếm vương triều. Tiêu Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử áo đen, một đạo hồn lực hóa thành kiếm mang nở rộ ra, xé ống tay áo nam tử áo đen ra, trên cánh tay hắn có hoa văn một chuôi đoản kiếm. Không sai, hẳn là người kiếm vương triều, chỉ có người kiếm vương triều mới ưa thích văn kiếm. Ảnh Phong gật đầu, quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen nói, nếu như ta đoán không sai, người hẳn là binh gác của kiếm vương triều phải không? Nói, tính tình bàn tử tốt như vậy, dưới chân cũng đã dùng sức mấy phần. Ta nói. Hắc y nhân trong miệng máu tươi cuồng phún, xương sườn gãy mấy cái. Bàn tử trên mặt lúc này mới lộ ra một nét cười. Nhưng mà sau một khắc, mặt Ảnh Phong biến sắc, thân ảnh lóe lên, một bàn tay bóp lấy miệng nam tử áo đen. Chết rồi, bàn tử kinh ngạc nhìn nam tử áo đen đã chết, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, sao mới qua một lúc đã chết rồi. Thực sự là trinh liệt, Ảnh Phong buông tay ra, giải thích những binh gác này, giữa hàm răng bọn hắn thường cất giấu bao nọc độc cỡ nhỏ, một khi bị bắt, sẽ cắn nát bao nọc độc, nhất định kín miệng. Loại thủ pháp này, không phải sát thủ mới làm sao. Bàn tử hơi kinh ngạc. Ảnh Phong trầm mặc, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Tiêu Phàm. Hắn cũng là sát thủ, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Người đã chết, vậy chúng ta đành đích thân đi điều tra. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú nơi xa nói, lão nhị, ngươi và Tiểu Kim ở đây chờ chúng ta, ta và Ảnh Phong đi một chuyến. Tiêu Phàm và Ảnh Phong chạy vội trong rừng, quỷ dị là những nơi hai người đi qua, gió đều không mảy may thay đổi, có thể thấy thân pháp thâm sâu của hai người. Trên đường gặp phải không ít binh gác, đều bị hai người lặng yên không một tiếng động giải quyết hết, căn bản không một ai phát hiện ra. Bất quá bọn hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có người sẽ phát hiện. Điểm này bọn hắn rất rõ ràng, cho nên thời gian đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Thời gian nửa chén trà nhỏ, hai người lúc này mới dừng lại. Bạch sắc doanh trướng xuất hiện vào trong tầm mắt. Quả nhiên, hai người nhìn nhau, tựa như xác minh phỏng đoán của bản thân. Doanh địa rất lớn, vừa lúc tiến vào cổ lâm rậm rạp nếu như không phải trước đó cảm nhận được hồn lực ba động, Tiêu Phàm thật đúng là phát hiện không được. Kiếm vương triều vậy mà ở chỗ này có hẳn một chi quân đội vạn người. Nhìn bộ dáng này hẳn đang muốn ngư ông đắc lợi. Tiêu Phàm cười lạnh. Đại Yến vương triều cùng Tuyết Nguyệt Hoàng triều đang lúc xung đột, quân đội kiếm vương triều xuất hiện ở nơi này chắc chắn là có vấn đề. Công tử, nếu không ta đem đầu thủ lĩnh bọn hắn tới. Âm thanh Ảnh Phong lạnh lùng nói. Quân đội này không đơn giản, người không phát hiện, yếu nhất đều là chiến sư cảnh sao. Đặt ở Đại Yến, những người này đều là có tư cách gia nhập Ngự Lâm quân. Có thể dẫn đầu chi quân đội này, nếu không là địa vị siêu phàm thì chính là thực lực cường đại, hơn nữa còn có khả năng khác. Nếu như là khả năng thứ nhất, ngược lại rất dễ giải quyết. Tiêu Phàm tinh tế phân tích một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu. Kiếm vương triều nắm giữ dạng thực lực này, lại cũng không có ý định ra ngoài. Dù sao kiếm vương triều cũng là thập nhị đại vương triều, thực lực ngang với Tuyết Nguyệt Hoàng triều. Bên trong chi quân đội này tuyệt đối không chỉ có một hai tên chiến vương cảnh, hơn nữa còn có mấy trăm ngàn chiến tông cảnh, bọn hắn chỉ có hai người, không thể mạo hiểm. Đi vào dò xét một chút xem sao. Ảnh Phong gật đầu, lật tay một cái, hai bộ quân trang liền xuất hiện ở trên mặt đất. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, trên tay Ảnh Phong còn có cả quân trang kiếm vương triều. Là sát thủ, chuẩn bị một chút là tất yếu. Ảnh Phong cười ha ha. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, Ảnh Phong là sát thủ, tâm tư kín đáo, thiên phú tuyệt luân, các phương diện đều hết sức hoàn hảo. Hai người thay đổi một thân quân trang, lặng lẽ lẫn vào bên trong doanh địa, qua mặt tất cả đội ngũ tuần tra, ở trong doanh địa hành tẩu. Không thể không nói, tố chất quân đội kiếm vương triều thật đúng là không tầm thường, hơn 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một trạm gác. Nếu như hai người chỉ là chiến tông cảnh, có lẽ sớm đã bị phát hiện. Hai người dò xét doanh trướng. Điều khiến hai người kinh ngạc là nơi này thật đúng là có mấy tu sĩ chiến vương, trong đó có một người làm Tiêu Phàm và Ảnh Phong đều kiêng kỵ. Điều này cũng làm cho hai người càng cẩn thận hơn. Vạn nhất bị vây công, muốn ra ngoài cũng không phải việc đơn giản. Sau nửa ngày,
hai người bất chi bất giác chạy tới khu vực trong doanh địa, dừng lại phía trước một tòa doanh trướng to lớn. Hẳn là doanh trướng kia. Ảnh Phong và Tiêu Phàm mai phục trên đỉnh doanh trướng, nhìn phía xa nói khẽ, trong cổ lâm thập phần âm u, bản lĩnh ẩn tàng khí tức rất khó để cho người ta phát hiện. Chưa hẳn. Tiêu Phàm lắc đầu, tiếp tục nói, từ ngoài nhìn vào, doanh trướng kia đúng là của chủ soái doanh trướng, nhưng ngươi có phát hiện ra một chuyện không? Vấn đề gì? Ảnh Phong không chút nghĩ ngợi nói. Tiêu Phàm đột nhiên chỉ một tòa doanh trướng nhỏ bé nơi xa nói, cái doanh trướng kia và doanh trướng này, khác nhau ở chỗ nào? Ảnh Phong theo ngón tay Tiêu Phàm nhìn lại, nơi đó có một tòa doanh trướng nhỏ bé, thường xuyên có người ra ra vào vào, hơn nữa bên ngoài còn đứng rất nhiều quân sĩ, phàm là ra vào doanh trướng đều phải đứng lại kiểm tra. Lại nhìn về phía doanh trướng này, mặc dù cũng là 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một trạm gác, nhưng người đi lại không nhiều như vậy, hơn nữa ra vào cũng không phải kiểm tra. Bên kia phòng ngự rõ ràng so với bên này mạnh hơn rất nhiều. Ảnh Phong trong nháy mắt minh bạch, bất quá lại nhíu mày, bất quá, nếu như đây là bọn hắn cố ý thì sao? Biết rõ chúng ta muốn tới, cố ý an bài như vậy. Căn bản không cần thiết, thăm dò một cái liền biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu, a, là nàng. Đột nhiên, trong lòng Tiêu Phàm run lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi trên người một nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng thần sắc băng lãnh, khoác lông chồn bạch sắc, trên người tản ra một cỗ khí chất hoàn toàn khác. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm còn cho là mình mắt mờ. Hơn nữa, sau lưng nữ tử váy trắng còn đi theo mấy người Tiêu Phàm quen, cái này còn không phải kinh ngạc sao? Kinh ngạc nhất là nữ tử váy trắng đi ở trước, những người đằng sau đều lộ rõ ra một tia cung kính. Nữ tử váy trắng không phải người khác, chính là Thất Dạ. Ai? Ảnh Phong kinh ngạc nói. Bại tướng dưới tay ta. Tiêu Phàm mỉm cười, chúng ta tại nơi này đợi đến trời tối, Vân Thành bên kia, tạm thời nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít. Yêu Nhiêu ở bên kia, Tuyết Ngọc Long cũng không làm gì được. Ảnh Phong gật đầu. Hai người liền như thế ghé vào trên đỉnh lều vải ròng rã ba canh giờ, không nhúc nhích, mắt không chuyển nhìn chằm chằm hai cái lều vải. Là sát thủ, đừng nói mấy canh giờ. Chính là mấy ngày mấy đêm bất động cũng không vấn đề gì. Bọn hắn không vội, nhưng bàn tử cùng tiểu kim đã có chút nóng nảy, một người một thú ở đây lặng lẽ hướng về phía doanh địa. Giờ phút này màn đêm đã buông xuống, như là một mảnh vải đen treo cao chân trời, thanh âm chim thú côn trùng vang lên. Người kiếm vương triều không có dùng lửa, chỉ là tuần tra rõ ràng tấp nập hơn rất nhiều. Cốc cốc cốc, một trận gấp rút bước chân đem Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bừng tỉnh. Cấp tốc hướng về doanh trướng, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an. Quả nhiên, một đại đội nhân mã nhanh chóng hướng về phía lều vải, trong đó hai người trực tiếp đi vào bên trong doanh trướng. Công tử, ta đi nhìn xem. Ảnh Phong lưu lại lời nói liền biến mất trong bóng đêm, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Không hổ là sát thủ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Thủ đoạn ẩn tàng khí tức của Ảnh Phong thật đúng là không phải lợi hại bình thường. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải ăn chay, cũng chậm chậm biến mất trong bóng đêm. Lúc Tiêu Phàm lúc xuất hiện làm cho Ảnh Phong dọa phát sợ, công tử. Tiêu Phàm thủ thế im lặng, hiển nhiên, hắn giấu kín khí tức khiến Ảnh Phong đều chấn động vô cùng. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía dưới truyền đến, hiển nhiên là thanh âm của Thất Dạ. Khởi bẩm công chúa, bên ta có mấy binh gác bị người giết chết, hơn nữa còn có mấy người bị đánh ngất xỉu, chắc chắn có người chui vào doanh địa. Trong trướng bồng, một sĩ binh quỳ trên mặt đất cung kính nói. Công chúa, nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm bên ngoài lều vải kém chút kinh hô mà ra. Cũng lập tức Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại sát ý từ lều vải phía dưới đánh tới. Chết, một đạo lợi mang xuyên thủng lều vải, trực tiếp đâm Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong. Kiếm mang sắc bén xuyên thủng cánh tay hai người, sắc mặt Tiêu Phàm và Ảnh Phong biến đổi, nhanh chóng hướng về hai phương hướng bỏ chạy. Bắt thích khách, hét to một tiếng xuyên thủng bầu trời đêm hắc ám, doanh địa vốn yên tĩnh trong nháy mắt sôi trào lên, ánh lửa lấp lóe, từng đạo bóng đen nhảy lên. Mấy trăm tướng sĩ gác đêm đem diện tích hơn 10 dặm vây chật như nêm cối, lộ ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Đem bó đuốc tắt đi, Thất Dạ từ trong doanh trướng đi tới.
Tới bên một người mặc hắc sắc chiến giáp, nàng hít sâu khẩu khí nói, Hoàng tướng quân, không cần tìm. Vâng, công chúa, Hoàng tướng quân vung tay lên, tất cả bó đuốc bỗng nhiên dập tắt. Nam tử dáng người gầy gò, nhưng đôi tròng mắt kia lại lộ ra sự sắc bén, phảng phất có từng đạo kiếm khí lấp lóe. Ánh lửa rất thu hút, trong bóng tối rất dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa mặc dù có ánh sáng, muốn bên trong đêm tối bắt được thích khách là không thể nào. Thà rằng như vậy, còn hơn là để lộ vị trí của mình. Không bao lâu sau, Hoàng tướng quân điều tới trên 100 quân sĩ thủ hộ bên ngoài doanh trướng thất dạ. Hồn lực bao phủ bốn phía, cho dù một con muỗi cũng không có khả năng bay qua. Bên trong doanh trướng, trang diện một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Tuyết Nguyệt Hoàng triều sớm đã phát hiện ra chúng ta, hẳn là sẽ không phái người đến sò xét mới đúng, chẳng lẽ là đại yến. Hồi lâu, Tam Dạ mở miệng đánh vỡ yên lặng. Không có khả năng, đại yến bây giờ đối phó với Tuyết Nguyệt Hoàng triều cũng không kịp, nào có thời gian đến tìm hiểu chúng ta. Hiện tại bọn hắn đang giằng co, lúc mặt trời lên hẳn là sẽ có kết quả. Hoàng tướng quân lắc đầu, trường kiếm treo ở bên hông, tay phải nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi cũng đừng quên, chiến vương cường giả Tuyết Nguyệt Hoàng triều vì sao liên tục tử vong. Thất Dạ híp đôi mắt nhỏ lấp lóe, bình thường khác lúc băng lãnh rất lớn, ngược lại có một phen vận vị. Nghe được những lời này, đám người lần nữa lại yên tĩnh. Sự tình quỷ dị, ai cũng không biết lai lịch kẻ ám sát người của Tuyết Nguyệt chiến vương. Công chúa, Hoàng tướng quân, các ngươi có phải nghĩ tới một tổ chức hay không? Kiếm Tam đột nhiên mở miệng nói. Tuyết Lâu, đám người chăm miệng một lời, không khỏi lạnh run. Không sai. Phóng nhãn Tuyết Nguyệt Hoàng triều cũng chỉ có Tuyết Lâu có thể ám sát chiến vương cảnh. Nếu như thực sự là Tuyết Lâu tại giúp đại yến, liền có chút phiền phức rồi. Kiếm Tam gật đầu, hắn cũng đột nhiên nghĩ tới cái này, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Hẳn không phải là Tuyết Lâu. Sắc mặt Tam Dạ không hề bận tâm, đầu tiên, Tuyết Lâu vì sao muốn trợ giúp đại yến? Cho dù giúp đại yến, đại giới cũng quá lớn, Tuyết Lâu vừa ra tay. Tuyết gia kia tự nhiên cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Nghe Tam Dạ nói, đám người đầu tiên là hoài nghi, sau đó toàn thân rung động một cái. Nếu như thực sự là dạng này, trận chiến tranh này so với tưởng tượng lại phiền hơn rất nhiều. Một khi thật có chiến hoàng cường giả xuất thủ, nhiều chiến tông cảnh, chiến sư cảnh hơn nữa cũng không đủ thực lực để giết. Bây giờ Tuyết Lâu cùng Tuyết gia chuẩn bị khai chiến, ai dám cản trở tất nhiên sẽ thành đối tượng bị công kích. Công chúa, Mạt tướng cảm thấy nên đem việc này phản hồi với đại vương. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Tuyết Lâu xuất thủ, trận chiến này tất nhiên sẽ có chiến hoàng cảnh tham dự. Hoàng tướng quân hít sâu một hơi nói. Đám người nhao nhao gật đầu, Thất Dạ đương nhiên sẽ không phản bác, nói, Hoàng tướng quân nói rất đúng, phái người suốt đêm đem tin tức truyền trở về. Chúng ta tiếp tục đóng quân ở chỗ này, không tham dự thì bọn hắn cũng không dám gây sự. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải đề phòng. Thất Dạ thật đúng là không tự tin như bình thường. Dừng chốc lát lại nói, bất quá, vô luận chiến quả như thế nào, bản cung tất muốn tiêu diệt đại yến Tiêu gia. Tiêu Phàm mặc dù chết, nhưng bản cung sẽ không từ bỏ ý đồ này. Đám người bất đắc dĩ, muốn khuyên can cũng không biết nói cái gì. Ai cũng biết rõ đại vương sủng ái nhất vị nữ nhi này, lần này kiếm vương triều sở dĩ xuất binh, không phải là bởi vì công chúa sao. Bọn hắn lại không biết, Tiêu Phàm đang giả dạng thành quân canh giữ bên ngoài, lời nói toàn bộ lọt vào tai Tiêu Phàm. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, nữ nhân này, hắn cảm giác so với Tiêu U còn đáng hận hơn. Muốn giết hắn thì thôi, vậy mà còn muốn diệt Tiêu gia. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hối hận, sớm biết như thế thì không nên thủ hạ lưu tình. Vốn chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại nghĩ. Hắn có thể từ trong miệng đám người nghe ra Thất Dạ rất bất phàm. Mặc dù chỉ là công chúa, nhưng căn bản không đem chiến vương cảnh đỉnh phong tướng quân để ở trong mắt. Nếu như bắt lấy Thất Dạ, kiếm vương triều sẽ có phản ứng gì a? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có trong mắt chuyển động, tìm kiếm thân ảnh Ảnh Phong, nhưng mà căn bản thấy mảy may không rõ. Bất quá hắn tin tưởng Ảnh Phong sẽ an toàn, không có bất cứ vấn đề gì. Đêm càng ngày càng nhanh,
hồn lực Tiêu Phàm thỉnh thoảng từ trên người Thất Dạ đảo qua, muốn bắt nàng, nhất định phải chú ý thời điểm động tĩnh của nàng. Trong cổ lâm truyền đến từng đợt tiếng côn trùng kêu làm cảnh vật bốn phía càng thêm yên tĩnh. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng chim hót trong núi càng u mịch. Thanh âm tựa như bài hát du con, gác đêm buồn ngủ càng ngày càng nhiều, nếu như là bình thường, tu sĩ chiến sư cảnh mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Nhưng những ngày qua, tất cả mọi người không sao ngủ ngon giấc, trong lòng lo lắng sợ hãi, dù sao bọn hắn sẽ phải đối mặt với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Ta làm sao cũng có chút mệt rã rời. Tiêu Phàm mãnh liệt loạng choạng, đột nhiên giật mình, rung động trong lòng nói, không đúng, không khí có vấn đề. Tiêu Phàm rất tin tưởng trực giác bản thân, kiếp trước làm y học thánh thủ, đương thời là luyện dược sư, hắn đối mùi dược vật rất là mẫn cảm. Nếu như chú ý không đủ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Trong không khí mùi kia cực kỳ nhạt thơm ngát, người bình thường ngửi được, đoán chừng cũng chỉ cho rằng giữa rừng núi là mùi cỏ cây thơm ngát. Không được, không động thủ nữa, qua một lúc ta sẽ choáng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên, hô hô, một đạo hắc ảnh từ phía chân trời lướt xuống, một đạo sắc bén kiếm mang đem lều vải một phân thành hai, kiếm khí sắc bén quét sạch bốn phương tám hướng. Ảnh phong, Tiêu Phàm không nghĩ tới ảnh phong giấu mình ở ngọn cây. Rất hiển nhiên, mùi thơm ngát kia khẳng định cũng là do ảnh phong làm ra. Còn dám tới, một tiếng quát như sấm vang lên, một đạo sáng chói quang mang tại hư không nở rộ, sau đó hóa thành vô số lợi kiếm màu trắng, như lá cây phát sáng. Ngươi trước đi, Tiêu Phàm lách mình lấy ra mấy cây kim châm đâm vào mấy cái huyệt vị bên trong, ngân sắc chấp lóe gào thét, thế đi cực nhanh, tại hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Âm vang, hai đạo kiếm khí đâm vào cùng một chỗ, quang vũ sáng chói mà lộng lẫy đầy trời, như pháo hoa nở rộ, âm thanh khí bạo vang lên, kiếm khí bá đạo quét sạch tứ phương. Lúc sát na quang mang nở rộ một kia, người kiếm vương triều thấy rõ gương mặt Tiêu Phàm, có mấy người trong nháy mắt nhận ra. Là Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không chết, đám người kiếm tam giả toàn thân run rẩy. Một kiếm của Tiêu Phàm vậy mà đã có thể ngăn trở công kích của Hoàng tướng quân. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn đã đột phá chiến vương? Tiêu Phàm, Hoàng tướng quân sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, các ngươi giết hắn, ta đi cứu công chúa. Dứt lời, Hoàng tướng quân liền chuẩn bị truy sát ảnh phong. Thất Dạ bị ảnh phong bắt đi, nếu sơ suất, bọn hắn đều phải đầu rơi xuống đất. Lão thất phu, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm làm sao có thể như ước nguyện của hắn, một chiêu thu phong lạc diệp trực tiếp ngăn cản Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân không nghĩ tới Tiêu Phàm dám chủ động xuất kích, trong mắt sát khí lấp lóe, đưa tay chém ra một kiếm, một đạo sáng chói lưu quang vạch phá bầu trời đêm, cùng một kích Tiêu Phàm đâm vào cùng một chỗ. Các ngươi đi cứu công chúa, ta giết hắn. Hoàng tướng quân để lại một câu nói, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Thu ý khô vinh, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, hắn cũng không phải là muốn giết chết Hoàng tướng quân. Lấy thực lực của hắn, giết chết chiến vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng chỉ là vọng tưởng, căn bản không có khả năng. Hắn chỉ muốn ảnh phong tranh thủ thời gian chạy trốn mà thôi. Giết thiên tài kiếm vương triều, lão phu cũng phải xem ngươi có mấy cái mạng. Hoàng tướng quân giận tím mặt, vừa mới đột phá chiến vương cảnh cũng dám tại trước mặt mình phách lối, đây quả thực là tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, lửa giận hoàng tướng quân giống như núi lửa bộc phát, trường kiếm phía trên lóe ra lôi đình chi lực, thân hình chấp lóe, một kiếm hướng về phía ngực Tiêu Phàm đâm tới. Một kiếm này mang theo lôi đình chi nộ, tốc độ nhanh như bôn lôi. Dù là cùng cấp bậc cường giả chiến vương cảnh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tránh thoát một kích tất sát. Nhị trọng kiếm thế bộc phát, Tu La kiếm gắng sức chém xuống. Nhất kiếm tuyệt trần, hồng hộc, kiếm khí màu trắng phá không mà ra, tốc độ kiếm thế nhanh như lưu tinh. Ầm ầm, kiếm khí tại hư không nổ tung, ngay sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. 10 mét xung quanh bị kiếm khí san thành bình địa, bụi bặm bắn ra bốn phía, vô số quân sĩ kiếm vương triều gặp nạn. Tiểu tử, có gan lên không chung cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Hoàng tướng quân giận dữ hét. Đường đường chính chính, người đường đường là chiến vương đỉnh phong ứng phó với ta chỉ là chiến vương sơ kỳ,
cũng xứng nói đường đường chính chính hai chữ này. À không, bốn chữ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lên không trung chiến, ngươi cho rằng tiểu gia là kẻ ngu sao? Ở chỗ này có nhiều bia sống như vậy, ngươi có gan phát huy ra toàn lực, ta cam đoan không thể không lấy bọn hắn làm bia đỡ đạn. Hoàng tướng quân vừa tức vừa giận, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, giận dữ hét, đều lui ra phía sau cho ta. Quân sĩ kiếm vương triều nghe vậy, như sóng lớn hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao đi. A, à, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Hắn thân hình lóe lên, cũng nháy mắt xông vào trong đám người. Hỗn trướng, hoàng tướng quân phẫn nộ tới cực điểm, hắn chưa bao giờ bị một tên tiểu bối bức không biết làm sao. Hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, hắn căn bản không thể giết Tiêu Phàm. Qua một lúc, đám người một khi loạn, Tiêu Phàm liền có thể tùy tiện chạy trốn. Đây cũng chính là ý nghĩ của Tiêu Phàm, có nhiều tấm mộc như vậy, hắn cần gì phải sợ chiến vương cảnh đỉnh phong. Lão thất phu, đừng ép ta đại khai sát giới, nói đến cùng, kiếm vương triều đều là địch nhân của ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhìn thấy hoàng tướng quân đi từng bước một đến, con ngươi Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh. Ngươi đi ra mảnh rừng này. Hoàng tướng quân mặt âm trầm, quanh thân kiếm khí lấp lóe, có thể thấy hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, tùy thời đều có thể bộc phát. Có thể đi ra ngoài hay không, không phải ngươi quyết. Âm thanh Tiêu Phàm lạnh lùng từ trong đám người truyền ra. Rầm rầm rầm, đột nhiên, ba đạo kiếm khí từ trong bóng đêm gào thét mà xuống, như là tia chớp màu trắng xông thẳng vào vị trí Tiêu Phàm. Đất đá nổ tung, không ít quân sĩ kiếm vương triều bị đánh bay, lập tức lộ ra thân thể Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm biến đổi, chung quanh hắn bỗng xuất hiện ba đạo bóng người. Hắn như thế nào không minh bạch, vừa rồi chỉ là đối phương kéo dài để ba kên chiến vương cảnh đánh lén. Bây giờ xem ngươi chạy chỗ nào, hoàng tướng quân lạnh giọng nói, nhìn về phía ba chiến vương cảnh nói, đừng để hắn chạy. Tướng quân yên tâm, hắn chạy không được. Ba tu sĩ chiến vương cảnh cười lạnh nói, bọn hắn đều là chiến vương cảnh trung kỳ, lại thêm hoàng tướng quân là chiến vương cảnh đỉnh phong, nếu để cho Tiêu Phàm chạy, há không phải là chuyện nực cười sao? Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói, cũng tốt, đột phá chiến vương cảnh đến nay còn chưa có hảo hảo giết chóc qua, tối nay liền giết thống khoái. Còn càn rỡ, người có thể giết ai? Hoàng tướng quân mặt coi thường, đột nhiên kiên quyết lên. Hồn lực cuồn cuộn tỏa ra như lôi hải gào thét, quán chú trường kiếm trong tay hung mãnh chém về phía Tiêu Phàm. Chiến kỹ lôi thuộc tính, còn ẩn chứa một tia lôi chi kiếm thế, khó trách tự tin như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, không dám khinh thường lão gia hỏa này. Chiến kỹ lôi thuộc tính kết hợp với kiếm pháp, trong công kích tuyệt đối là số một. Hơn nữa, đối phương còn chưa có thi triển lực lượng chiến hồn, hiển nhiên là không đem hắn để ở trong lòng. Huyết sát, đối mặt một kích của hoàng tướng quân, Tiêu Phàm cũng trực tiếp thi triển tu la tam kiếm đệ nhất kiếm. Thực lực hắn mới chính thức cảm nhận được uy năng huyết sát, cho dù là một kích bình thường cũng tương đương với lục phẩm chiến kỹ. Nghĩ đến tu la tam kiếm, hẳn là đặc biệt vì chủ nhân tu la kiếm mà chế tạo riêng. Phanh 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 phanh, bạch sắc lôi đình cùng huyết sắc sát lục đâm vào cùng một chỗ, hư không như sấm sét nổ vang nối thành một mảnh. Lôi đình chi kiếm vượt qua sự tưởng tượng của Tiêu Phàm. Huyết sát kiếm khí lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Dám chính diện cùng hoàng tướng quân đối chiến, thực không biết chữ chết viết như thế nào. Giết thiên tài của kiếm vương triều, tiểu tử này không phải tốt đẹp gì, chết cũng đáng đời. Bây giờ lại còn dám đánh công chúa, coi như hắn chết là đáng. Yên tâm, hắn nhất định phải chết. Quân sĩ kiếm vương triều cười lạnh không thôi, cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm giết ngũ dạ bên trong thất dạ, cái này đủ để cho kiếm vương triều hận hắn đến tận xương. Bây giờ cơ hội tới, cho dù cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không buông tha cơ hội châm chọc. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, chân đạp phiếu miểu thần tung bộ tránh hiểm thoát một kiếp, nhưng đầu vai vẫn bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi cuồng phun, lôi điện kiếm thế sâu xé thân thể hắn. Vậy mà không chết, đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Đối với thực lực Tiêu Phàm cũng có chút nhận biết. Nguyên lai có chút thủ đoạn, bất quá dù vậy, giết ngươi vẫn như cũ không cần ba chiêu. Hoàng tướng quân nhe răng cười một tiếng, sát khí càng ngày càng đậm. Kinh nghiệm xa trường,
chết ở trên tay hắn người không có một vạn, cũng có hơn mấy ngàn, khiến hắn ngưng tụ thành sát khí đáng sợ. Sát thế sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên cả người khí thế đại biến, sát khí cuồn cuộn trên người nở rộ, lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một cái vòng xoáy sát khí. Gần như đồng thời, U Linh chiến hồn hiện lên ở đỉnh đầu hắn, hồn lực bên trong hồn hải quay cuồng. Khí thế Tiêu Phàm bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn còn dư lực, đám người co rụt lại, lúc này mới phục hồi tinh thần. Tiêu Phàm trước đó còn không có sử dụng chiến lực lượng chiến hồn. Rốt cuộc phải xuất toàn lực sao? Hoàng tướng quân mặt coi thường, ba cảnh giới chênh lệch, cho dù cửu phẩm chiến hồn cũng không có khả năng di bổ. Hồng Trần sát, một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiêu Phàm lần nữa chủ động xuất kích, hắn cũng không thể không thừa nhận, kiếm đạo của kiếm vương triều mở ra lối riêng, mà Hoàng tướng quân chính là một người nổi bật. Tiêu Phàm vừa vặn dùng hắn để xác minh một chút. Nếu như hắn nghĩ, ba chiến vương cảnh trung kỳ thật đúng là ngăn không được hắn. Ong ong, một đạo ngân huy trong đêm tối cực kỳ chói mắt, xẹt qua bầu trời đêm, chợt lóe lên rồi biến mất. Ha ha, chiêu này cũng muốn ứng phó Hoàng tướng quân, tiểu tử này khôi hài thật. Rất nhiều quân sĩ kiếm vương triều cười lạnh nói. Chỉ có kiếm tam, tam giả con ngươi co rụt lại. Nhiều ngày trước, Tiêu Phàm một kiếm chém giết mấy chục chiến tông cảnh tu sĩ rõ mồn một trước mắt bọn hắn. Cẩn thận, Hoàng tướng quân sợ hãi kêu. Hướng về phía Tiêu Phàm đánh tới. Phốc phốc phốc, mười mấy cái đầu lâu bay lên dưới kiếm mang chiếu, máu tươi hết sức đỏ tươi. Ngay sau đó vô số thanh âm thi thể ngã xuống đất vang lên. Mười mấy bộ thi thể, còn có một chiến vương cảnh cường giả đồng dạng cũng bị Tiêu Phàm một kiếm chém chết. Hai chiến vương cảnh cùng quân sĩ kiếm vương triều bốn phía hít vào ngụm khí lạnh, không tự giác lui ra phía sau mấy bước, một kiếm vừa mới kia quá là quỷ dị. Vậy mà bao trùm 20-30 mét xung quanh, chiến vương cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi, cái này đâu chỉ là khủng bố, nhất định chính là biến thái. Giờ khắc này, ai cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Một chiến vương cảnh sơ kỳ có thể giết chết chiến vương trung kỳ, dạng thực lực này nếu như kẻ yếu thì tu sĩ dưới chiến tông cảnh bọn hắn há không phải đều là sâu kiến sao. Ầm ầm, Hoàng tướng quân nguyên bản muốn xuất thủ cản trở, nhưng mà đã trễ. Hắn cũng bị một đạo kiếm khí cắt đứt cánh tay. Chiến giáp tại kiếm trước mặt như là bùn nhão, không thể chịu nổi. Cái này là kiếm pháp gì? Hoàng tướng quân nhịn không được hỏi. Đối với kiếm đạo, kiếm vương triều đều có một cỗ chấp nhất, cho dù chết cũng phải hỏi rõ ràng. Vừa mới một kiếm kia hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải cảnh giới Tiêu Phàm quá thấp, có lẽ hắn sẽ không chỉ là bị chút vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Hơn nữa, trên người Tiêu Phàm tản ra sát khí khiến hắn cảm giác kinh dị, không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ sát khí như thế. Là Hồng Trần sát. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trường kiếm đang nằm, cười tủm tỉm nhìn Hoàng tướng quân nói, chiêu thứ hai. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Hoàng tướng quân vừa thẹn vừa giận. Hắn một cước giẫm nứt đại địa, phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay giơ qua đỉnh đầu. Từng đạo cuồng bạo lôi đình ngưng tụ phía dưới trường kiếm giống như lôi long đang thét gào. Lôi long chạm, một tiếng gầm điên cuồng, kiếm khí lôi đình bá đạo hướng xuống như lôi điện diệt thế, bao phủ xung quanh 7-8 trượng. Xa xa nhìn lại, đó là từng đầu bạch sắc lôi long trông cực kỳ đáng sợ, uy thế ngập trời. Oanh, mặt đất nổ tung, cổ mộc bắn bay, một cỗ khí thức cuồng bạo tuyệt luân đang kích động, lôi đình kiếm khí bổ hư không. Quân sĩ kiếm vương triều ít người trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay. Ba chiến vương cường giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhìn về phía Hoàng tướng quân trên mặt đều là vẻ kính sợ. Lần này nên chết đi, quân sĩ kiếm vương triều nghĩ thầm. Phốc phốc, cũng đúng lúc này, trong đám người từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra, những người khác nhao nhao nhìn lại, con người lập tức rụt lại một hồi. Hắn sao lại ở đó? Không ít người trực tiếp sợ hãi đi ra. Bọn hắn không biết thời điểm Tiêu Phàm chạy đi, lại còn đại khai sát giới. Tiểu súc sinh, dừng tay. Hoàng tướng quân gào thét, hắn làm sao không biết mới vừa rồi bị tiểu tử kia đùa nghịch, chỉ là trong lòng hắn cũng kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm như thế nào lại có thể chạy trốn. Rõ ràng đang ở trước mắt, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào đấy? Làm sao, người có thể giết ta?
ta giết các người ngươi liền không được sao? Trên đời này đâu có sự tình dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, trường kiếm trong tay không có ý định dừng lại. Kiếm khí thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh, tiếng kêu rên khắp nơi. Sắc mặt Hoàng tướng quân khó coi, lộ ra vẻ dữ tợn, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một chuôi kiếm lấp lóe ánh sáng màu trắng đan xen lôi đỉnh chi lực. Thất phẩm chiến hồn, kinh lôi kiếm. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, hắn rốt cục minh bạch lão gia hỏa này vì sao lại tu luyện lôi đỉnh kiếm pháp, mấu chốt ngay tại chiến hồn. Tu luyện chiến kỹ phù hợp thuộc tính chiến hồn, khả năng công kích sẽ tăng lên. Ha ha, lão thất phu, rốt cục giận rồi sao? Ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tu la kiếm bắn ra huyết sắc quang mang. Sau lưng Tiêu Phàm, một chuôi quang kiếm to lớn lấp lóe huyết sắc, chỉ một thoáng, máu trong thi thể những người bị hắn giết hóa thành sương mù khổng lồ hội tụ phía trên huyết kiếm. Cuồng phong quét sạch, sát khí đầy trời, đám người dường như nhìn thấy một mảnh giết chóc, không ít người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Huyết sát, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, tu la kiếm chậm rãi chạm, kiếm khí màu đỏ ngòm cuồn cuộn chém xuống, khí tức đáng sợ ép lấy mọi người. Lôi long khiếu, con người Hoàng tướng quân co rụt lại. Giờ khắc này hắn không dám khinh thường Tiêu Phàm. Một kích kia tuyệt đối siêu việt hơn chiến vương cảnh sơ kỳ, cho dù những tuyệt thế yêu nghiệt đó cũng không hơn được cái này. Hắn không thể tin được, nếu Tiêu Phàm trưởng thành thì sẽ đạt tới bậc nào. Lôi điện kiếm long cuồng bá trùng kích tứ phương, xung quanh vài chục trượng đất bị san bằng, một khe rãnh to lớn xuất hiện ở phía trên đại địa, bụi đất tung bay, lôi đỉnh xen lẫn. Một loại khí tức huyết tinh tử vong tràn ngập trong không khí. Hoàng tướng quân loạn phát tóc bay tứ tung, răng rắc một tiếng, chiến giáp trên người hắn phá toái, rơi xuống một cái tạo ra một cái hố to. Tiêu Phàm chết, kiếm vương triều kinh ngạc, lập tức vui mừng. Hắn chạy. Hoàng tướng quân hít sâu một hơi, cả người tựa như già đi mấy chục tuổi. Lão tướng kinh nghiệm xa trường, một tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong vậy mà lại bị một chiến vương cảnh sơ kỳ trêu đùa, từ khi đột phá chiến vương cảnh đến nay là lần thứ nhất. Khó trách Vân Thiên chỉ phong hắn làm U Vương, kẻ này nếu không chết hiểu, đại yến chắc chắn sừng sững không ngã. Hoàng tướng quân hít sâu khẩu khí nói. Hoàng tướng quân, công chúa, tam dạ bọn hắn đi tới. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Yên tâm, công chúa sẽ không có gì nguy hiểm, Tiêu Phàm bắt công chúa chỉ là không muốn để cho chúng ta xuất thủ thôi. Hoàng tướng quân khoát tay một cái nói, bất quá trong lòng lại bổ sung một câu, có lẽ, còn muốn mượn tay kiếm vương triều đến ức chế Tuyết Nguyệt Hoàng triều. Hoàng tướng quân tự nhiên sẽ không nói câu này ra, đám người mặc dù mặt ngoài tin tưởng Hoàng tướng quân nhưng trong lòng là ẩn ẩn có chút bất an. Vạn dặm khẩn cấp. Lập tức thông chi đại vương, công chúa bị bắt cóc. Hoàng tướng quân lại nói. Cách doanh địa kiếm vương triều hơn 10 dặm, Tiêu Phàm cấp tốc xuyên giữa rừng núi, tốc độ nhanh vô cùng. Sau khi chém ra một kiếm hắn cố ý rời đi, lấy thực lực hắn còn không đủ để chém giết chiến vương cảnh đỉnh phong Hoàng tướng quân, hơn nữa thời gian kéo dài cho ảnh phong cũng đủ rồi. Mặc dù hắn rất muốn diệt kiếm vương triều, nhưng việc cấp bách vẫn là tiến về Vân Thành. Dù sao kiếm vương triều rất có thể trở thành đội bạn mà không phải địch nhân. Lôi đình kiếm thế thực sự là quá bá đạo, vô luận là sức mạnh công kích hay là tốc độ đều là số một. Bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, phiêu miểu thần tung bộ đã đột phá đến đệ tam trọng thần tung chi cảnh. Tiêu Phàm nghĩ thầm, trước đó sở dĩ có thể tránh thoát một kích tuyệt sát của Hoàng tướng quân chính là do Tiêu Phàm khẩn cấp quay đầu, đem phiêu miểu thần tung bộ đột phá đến thần tung. Lĩnh ngộ thần tung bộ pháp, trong thời gian ngắn, tốc độ có thể bộc phát đến mức cực hạn như là thuấn di, thần diệu đến cực điểm. Lục phẩm chiến kỹ thực sự là có khiếm khuyết, có lẽ ta cũng nên tìm một bộ tân kiếm pháp tu luyện thôi. Tiêu Phàm lại thán một hơi. Bây giờ, hắn tu luyện ngũ phẩm chiến kỹ không ít, nhưng lục phẩm chiến kỹ lại ít đến thương cảm. Đao pháp có lục phẩm huyết la đao pháp, trưởng pháp có bát hoang lục hợp trưởng, khai sơn trưởng. Thần pháp có phiêu miểu thần tung bộ, đạp tuyết vô ngân, thế vân tung. Thiếu khuyết chính là quyền pháp và kiếm pháp, quyền pháp hắn không nghĩ tiếp tục nghiên cứu thâm sâu, chỉ dùng để nghiệm chứng kiếm pháp cho nên tạm thời không rảnh để ý. Về phần kiếm pháp, bây giờ cũng chỉ có tu la tam kiếm đệ nhất kiếm huyết sát, vô tận chi kiếm,
hai chiêu kiếm pháp mới lên cấp độ, đương nhiên, hắn cũng mới nhất lĩnh ngộ hồng trần sát, không tuyệt đối thì hắn tất không giết. Nhưng trừ cái đó ra, lại không có một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Vẫn là vừa đi vừa tìm đi, dù sao hiện tại cũng không kịp tu luyện, lão nhị, tiểu kim và ảnh phong chắc nên chạy tới Vân Thành rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn qua chân trời chậm rãi xuất hiện tia nắng, tốc độ bỗng tăng tốc mấy phần. Vân Thành liệt hỏa ngập trời, khói đặc nổi lên bốn phía, quân đội Đại Yến và Tuyết Nguyệt một công một thủ, hai phe ai cũng không làm gì được ai, dòng dã một ngày một đêm đều ở giai đoạn giằng co. Tuyết Nguyệt không muốn từ bỏ công thành, Đại Yến cũng không dám xem thường. Nguyên bản bầu trời đêm hắc ám bị ánh lửa nhuộm thành huyết sắc, trong không khí xen lẫn một loại vị đạo tĩnh mịch. Máu tươi và thi thể chồng chất ở phía dưới tường thành, hết sức bắt mắt. Rất nhiều thi thể bị đốt cháy khét đen. Tuyết Nguyệt tướng sĩ cuối cùng từ bỏ công thành, nhìn về phía tường thành Đại Yến, ánh mắt có một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều là hung ác. Người chết bên trong, có thân hữu bọn hắn. Cừu hận này không cách nào có thể hóa giải. Xem như quân đội Hoàng Triều, vậy mà không phá nổi một cửa thành nhỏ làm cho trong lòng bọn hắn xấu hổ vô cùng. Loại kết quả này, quân sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không nghĩ tới, một Đại Yến Vương Triều nho nhỏ lại có nhiều sức chống cự như vậy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Đại Yến Vương Triều là nhất quốc chi lực. Đang đối kháng với bọn hắn chỉ là một chi quân đội, nếu như không thắng, Đại Yến làm sao có thể truyền thừa ngàn năm. Trong mắt bọn họ, Đại Yến chỉ là kẻ yếu không đáng nói đến, con kiến hôi tồn tại, lại có thể là đối thủ của Tuyết Nguyệt khổng lồ. Thẳng đến giờ phút này, quân sĩ Tuyết Nguyệt lúc này mới phát hiện tự mình nghĩ sai, hơn nữa thập phần là sai. Đại chiến bắt đầu hôm qua, người chết đều là Tuyết Nguyệt tu sĩ, Đại Yến Vương Triều cơ hồ không có thương vong. Tuyết Ngọc Long đứng trên chiến xa, lông mày vặn thành méo mó, đánh không xong cửa thành, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Thần sắc cực kỳ giàu dĩ. Chân trời chậm rãi sáng rọi, Tuyết Ngọc Long thật sâu hít mấy khẩu khí, dường như đưa ra quyết định nào đó. Ô ô ô, kèn lệnh chiến tranh lần nữa giòn vang, thê lương, bi phẫn. Quân đội Đại Yến trên tường thành trầm trọng, mí mắt lập tức mở ra, tất cả buồn ngủ trong nháy mắt bị thanh âm kèn lệnh đánh bay. Tất cả mọi người đều giật mình, kinh hãi nhìn mấy chục đạo thân ảnh ngự không phi hành. Người chưa đến. Khí tức cường đại đã bao phủ tường thành. Quân sĩ dưới chiến tông cảnh phía dưới cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cực lớn. Nhìn kỹ, không sai biệt lắm có 50, 60 người, nguyên một đám đằng đằng sát khí, trên mặt mang vẻ tàn nhẫn. Chiến vương cảnh, đám người hít vào ngụm khí lạnh, một tên hai tên chiến vương, Đại Yến tự nhiên không sợ, nhưng 5-60 tên, phóng nhãn toàn bộ Đại Yến Vương Triều cũng không có nhiều như vậy, làm sao lấy chống cự. Kinh hoàng, sợ hãi, tràn ngập trái tim tướng sĩ Đại Yến. Cái này đến đột nhiên như thế, Đại Yến căn bản không có chút sức chống cự nào. Giết, đúng lúc này, Vân Thiên chỉ đột nhiên đạp không mà lên, phóng tới chỗ 5-60 chiến vương cường giả, người khác có thể sợ, nhưng Vân Thiên chỉ hắn không thể sợ. Bởi vì nếu Đại Yến bại, người khác có thể không chết, Vân Thiên chỉ hắn tất sẽ phải chết. Mặc dù phản kháng có lẽ sẽ chết trong chiến đấu. Nhưng đối với Vân Thiên Trì mà nói, đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Một khi hắn khiếp đảm, Đại Yến liền thực sự coi như xong. Đương nhiên, chưa tới cuối cùng, Vân Thiên Trì là sẽ không buông tha. Không phải hắn sợ chết, mà là Giang Sơn Tiên Tổ Vân gia đánh xuống không có khả năng tùy tiện chắp tay nhường cho người khác. Ai dám chiến một trận? Sau một khắc, Lý gia gia chủ Lý Vân Hà, Triệu gia gia chủ Triệu Trường Thanh đồng thời đạp không mà lên. Ta, còn có ta. Phía dưới tường thành, từng đạo thanh âm vang lên, Đại Yến chiến vương sớm đã thủ hộ ở chỗ này lâu ngày. Cho dù bọn hắn không sợ đánh một trận, nhưng cộng lại cũng chỉ có 18 người, đại bộ phận đều là vương thất cùng cường giả hai đại gia tộc, còn có nhân vật cấp bậc trưởng lão chiến vương học viện. Nếu là bình thường, 18 chiến vương đồng thời xuất thủ nhất định sẽ để cho người ta chấn kinh không thôi. Nhưng mà hiện tại, 18 chiến vương cảnh trước mặt 5-60 chiến vương cảnh lại tính là gì đây? Ha ha, 18 chiến vương, Đại Yến đúng thực sự là cường đại. Ngươi thật sự cho rằng 18 chiến vương cảnh liền có thể ngăn bước chân Tuyết Nguyệt sao? Ta sẽ nói cho các ngươi biết, đây là điều vô tri buồn cười biết bao. Trần Thiên Minh xông vào trước,
một thân kim sắc chiến giáp lóe ra kim quang vàng rực, bắt mắt đoạt người, điên cuồng gào thét, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Khí thế chiến vương cảnh đỉnh phong triển lộ không thể nghi ngờ, cho dù là Tuyết Nguyệt thống lĩnh Ngự Lâm quân, hắn cũng coi như cao thủ có số bên trong chiến vương. Nhưng 18 chiến vương đại yến thần sắc không mảy may động, bọn hắn sớm đã giác ngộ cái chết. Giết, Trần Thiên Minh tùy tiện cười một tiếng, dẫn đầu phóng tới Vân Thiên Trì, chỉ cần Vân Thiên Trì vừa chết, đại yến sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó còn có ai dám ngăn cản bước chân Tuyết Nguyệt. Phốc phốc, vừa dứt lời, trước ngực hai chiến vương cảnh cường giả của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên toát ra một đạo huyết sắc lợi mang, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không. Biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người kinh ngạc một trận. Khuôn mặt Trần Thiên Minh trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng, lách mình hướng về phía sau hai chiến vương cảnh cường giả đánh tới. Bang, một đạo kiếm mang sắc bén đâm ra, đâm vào bên trên chiến giáp Trần Thiên Minh, tia lửa bắn ra bốn phía. Bóng đen kia lóe qua, rất nhanh liền biến mất bên trong bóng đêm, chân chính là đến vô ảnh, đi vô tung. Vân Thiên Chỉ và 18 đại chiến vương cường giả trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù bọn hắn không biết là ai xuất thủ trợ giúp bọn hắn, nhưng biết rõ, cứu viện đến, nhìn về phía bóng đen biến mất trong màn đêm tràn ngập cảm kích. Tuyết Ngọc Long mặt âm trầm, chiến xa dùng tinh thiết làm lan can, trực tiếp bị hắn vặn thành cục sắt, khó trách hắn tức giận như vậy, không nên tới chung quy là vẫn đến. Giết, một tên cũng không để lại, Tuyết Ngọc Long gầm thét. Hắn không có khả năng lui lại. Cái này không chỉ là Tuyết Nguyệt và Đại Yến đánh cờ, mà còn là Tuyết Gia cùng Tuyết Lâu tranh phong, hắn không có khả năng nhượng bộ. Tuyết Gia cũng không khả năng nhượng bộ, bằng không Tuyết Gia cũng sẽ không để 5-60 cái chiến vương cường giả xuất thủ. Cho tới nay, Tuyết Lâu vẫn khiến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như Tuyết Gia mượn cơ hội để hủy diệt Tuyết Lâu, về sau Tuyết Nguyệt Vương Triều nào còn sợ cái gì nữa? Dù là hủy diệt hoàng triều khác, thậm chí cùng đại ly đế triều đứng sóng vai cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là mục tiêu của Tuyết gia mà thôi. Hô hô, theo thanh âm Tuyết Ngọc Long vang lên, hơn 50 chiến vương cường giả không chút do dự đi lên, sát cơ bốn phía, bọn hắn phải thế lôi đình để hủy diệt đại yến. Cũng đúng lúc này giữa chân trời từng đạo bóng đen lóe qua, sát cơ lăng lệ tập trung vào cường giả chiến vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bọn hắn dường như u linh trong đêm tối đi xuyên qua hắc ám và tử vong. Nhìn thấy một màn này, quân sĩ đại yến cổ họng rốt cục cũng bình tĩnh lại. Vân Thiên chỉ chờ 18 chiến vương cảnh, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một ý cười. Hỗn trướng, Tuyết Lâu người dám tham dự vào sự tình của Tuyết Nguyệt, đây là tự chịu diệt vong. Trần Thiên Minh gầm thét, hắn cũng không dám khinh thường sát thủ của Tuyết Lâu. Đám người này một kích không thành công. Liền lập tức lui ra phía sau, bởi vì thân pháp quỷ dị, công phu ẩn nấp cực kỳ biến thái, muốn giết chết bọn hắn thực là rất khó. Đương nhiên, mấy người Trần Thiên Minh cũng có một cái ưu thế, đó là chính diện đối chiến, bọn hắn căn bản không sợ sát thủ Tuyết Lâu. Đánh lén cùng chính diện giao phong, Tuyết Lâu và bọn hắn không ở cùng một cái cấp độ, điểm này Tuyết Nguyệt chiến vương cường giả thập phần tự tin. Trong lúc nhất thời, Tuyết Lâu... Đại Yến cùng Tuyết Nguyệt chiến vương cường giả liều chết dây dưa tại cùng một chỗ, chiến kỹ chói lọi xen lẫn thành một mảnh tinh hà đánh vỡ bình minh. Về số lượng, thế lực hai phe số lượng ngang nhau, đều trong dục huyết cuồng chiến, sát khí trùng thiên, chiến ý dâng cao, cuồng bạo như hung thú, song phương đều gần như tiến vào trạng thái điên cuồng. Lúc này vẻn vẹn mới chỉ là bắt đầu, Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cỗ ngoan sắc. Nguyên bản chỉ là ân oán của một người, sau liền biến thành chiến tranh giữa hai quốc gia. Hiện tại trở thành cuộc chiến giữa hai đại thế lực ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ có Tuyết Lâu Tề Lão biết rõ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cảnh của Tuyết Lâu bắt đầu xuất thủ liền sẽ bị cuốn trong vòng xoáy này, không thể yên ổn thoát thân. Thế nhưng Huyết Yêu Nhiêu đã quyết định, không có người nào có thể phủ định. Vô luận địa vị hay là thực lực. Toàn bộ Tuyết Lâu cũng không có mấy ai siêu việt hơn Huyết Yêu Nhiêu. Nếu như đổi lại là người khác, Huyết Yêu Nhiêu đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, hai tay áo thanh phong treo lên thật cao, làm ngơ. Thế nhưng, nàng biết rõ thân phận Tiêu Phàm, người thừa kế Tu La Điện. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho nàng coi trọng Tiêu Phàm, chính như nàng nói, toàn bộ Tuyết Lâu cũng không quan trọng bằng Tiêu Phàm.
Huyết Yêu Nhiêu tự nhiên đã từng nghĩ tới việc giết Tiêu Phàm, chiếm lấy Tu La truyền thừa. Cuối cùng nàng không thể không từ bỏ, trước không nói nàng có thể không giết chết Tiêu Phàm hay không, nếu như có thể giết chết, Tu La truyền thừa cũng không có khả năng rơi vào tay nàng. Cho nên nàng chỉ muốn một cục diện có lợi, thừa dịp Tiêu Phàm lúc nhỏ yếu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai khiến Tiêu Phàm trợ giúp Huyết ra một cái, vì thế nàng đánh cược Tuyết Lâu. Một phương diện khác, Hoàng thất uy nghiêm không cho phép khiêu khích, nếu Tuyết Lâu đã ra tay với Tuyết gia liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, đem Tuyết Lâu rút ra cái u ác tính này. Một khi Tuyết Lâu bị hủy diệt, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng triều sẽ triệt để bị Tuyết gia khống chế trong tay. Tuyết gia dám làm như thế, tự nhiên có thực lực và nội tình. Đương nhiên, nếu như Tuyết gia biết rõ phía sau Tuyết Lâu là Huyết Lâu, một trong tam đại tổ chức sát thủ của Chiến Hồn Đại Lục thì không biết sẽ có ý nghĩ gì. Va chạm kịch liệt lại tiếp tục, chiến vương cảnh hỗn chiến. Chiến tông cảnh và với tu sĩ phía dưới chỉ có thể quan sát từ đằng xa, để tránh tai bay vạ gió. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cỗ ngoan sắc, đột nhiên nhẹ nhàng nâng tay phải lên, công thành. Giết, tiếng hô giết rung trời. Tuyết Nguyệt Ngữ Lâm quân lần nữa hướng lên, trước người bọn họ còn có bốn chiến vương cảnh tu sĩ mở đường. Lại là bốn chiến vương. Trên tường thành Đại Yến, quân sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một chiến vương cường giả cũng đủ để công phá cửa thành, thời điểm quân đội Tuyết Nguyệt nối đuôi nhau mà vào, có ai có thể ngăn lại bọn hắn? Dầu hỏa, cự thạch, những cái này cũng lóe trong đầu Vân Lạc Vũ cùng quân sĩ Đại Yến, nhưng những cái đồ vật có lẽ có thể ức chế chiến tông cảnh bộ pháp. Nhưng đối chiến với vương cường căn bản là vô dụng. Ngự Lâm quân, theo ta ngăn bọn hắn lại. Vân Lạc Vũ ngưng thần giống to. Sau lưng là Triệu Vô Kỵ, Lý Tuyết Y, Vân Lạc Tuyết và trên trăm Ngự Lâm quân không có mảy may chần chờ, không lo không sợ từ trên tường thành cao hơn 20 mét đáp xuống. Mặc dù bọn hắn chỉ là chiến tông cảnh, thậm chí chiến sư cảnh, nhưng giờ phút này không có bất kỳ e ngại gì, có thể chiến liền chiến. Tuyết Nguyệt tứ đại chiến vương cường giả, mấy trăm quân sĩ Ngự Lâm quân, toàn bộ đằng đằng sát khí, chiến ý lạnh lùng. Đều trở về cho ta. Một tiếng quát như sấm đột nhiên vang vọng trong hư không, như là một đạo kinh lôi chấn nhiếp lòng người, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một đạo kim sắc phá không mà tới, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Là một cây chiến kích, có người kinh hô, thấy rõ kim sắc thiểm điện là vật gì. Đó là một cây chiến kích bá đạo từ phương đông gào thét mà tới, sáng chói tới cực điểm. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào phía trên chiến kích, thần sắc khác nhau. Tuyết Nguyệt tứ đại chiến vương cường giả khinh thường cười một tiếng, chiến kích kia rõ ràng là cây châm đối với bọn hắn, chỉ dựa vào một chuôi chiến kích liền có thể ngăn cản bước chân Tuyết Nguyệt sao. Đại Yến Ngự Lâm quân nhìn thấy lại có người xuất thủ với người Tuyết Nguyệt, đám người Vân Lạc Vũ sắc mặt vui vẻ. Chỉ là không ít người đã nhảy xuống tường thành, muốn trở về thì có chút phiền phức. Những người khác đều trở về. Vân Lạc Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng ngừng hướng xuống dưới tường thành. Nếu sự tình phát sinh chuyển cơ, không cần thiết phải để tất cả mọi người đi chịu chết. Hồn binh nho nhỏ cũng dám ngăn cản chúng ta. Một chiến vương cảnh cường giả lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đạp không mà lên, hướng về phía kim sắc chiến kích chộp tới. Động tác phiêu giật thoải mái, rất có vài phần phong phạm cao thủ, chỉ là khi tay hắn cầm chiến kích kim sắc trên mặt nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Oanh, không đợi hắn lấy lại tinh thần, kim sắc kích mang như là đạn pháo đập ở cửa thành, một cỗ khí lãng nặng nề khuấy động tứ phương giống như một tòa sơn nhạc to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Từng đạo liệt phùng tràn ngập bốn phương tám hướng, bốn phía bụi bặm mãnh liệt, đất đá bay đi. Ba chiến vương cường giả còn lại toàn thân giật mình, tất cả những người khác mắt đều trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn cửa thành. Bụi bặm chậm rãi tán đi, đám người rốt cục cũng thấy rõ tất cả nơi đó. Ở cửa thành xuất hiện một cái hố sâu lớn, một cây kim sắc chiến kích cắm thật sâu ở một khỏa trên đá lớn. Tại phía trên chiến kích, treo một đạo thân ảnh máu me đầm đìa, cán chiến kích xuyên qua lồng ngực hắn, lục phủ ngũ tạng rơi cùng một chỗ. Thấy cảnh này, rất nhiều người không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Tí tách, thanh âm máu tươi nhỏ xuống như là từng đạo kinh lôi vang lên, chấn nhiếp tâm linh mỗi người, ai cũng không có nghĩ đến,
một kiện hồn binh vậy mà có thể giết chết một người. Ai, cút ra đây. Ba chiến vương cường giả quát lạnh một tiếng, đề phòng nhìn tứ phương, nguy hiểm tiềm ẩn khiến bọn hắn không dám tiếp tục mảy may đi tới. Bàn gia gia ngươi ở đây. Một thanh âm hùng hậu bá đạo vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh kích xạ tới, đó là bàn tử mặc kim bào, bụng phệ, rất có một bộ khí chất dị dạng. Là hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn không phải chết rồi sao? Làm sao còn sống? Hắn không chết, có phải Tiêu Phàm cũng còn sống hay không? Không đúng, hắn vừa mới tựa như là từ trên trời rơi xuống, hắn đã đột phá chiến vương rồi. Đám người kinh hãi nhận ra thân phận bàn tử, có kinh ngạc, có phẫn nộ, cũng có hờ hững, nhưng tương tự cũng có kích động cùng mừng rỡ. Nhưng bọn hắn càng kinh ngạc hơn, bàn tử chẳng những không chết, lại còn tiến một bước đột phá đến chiến vương cảnh. Đây cũng không phải điều kinh ngạc nhất là bàn tử một kích liền có thể giết một chiến vương sơ kỳ, thực lực bàn tử đáng sợ biết bao. Tuyết Nguyệt Ngữ Lâm Quân hai mắt đỏ bừng, như là hung thú thấy máu nhìn chằm chằm bàn tử, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên, cho dù là ba chiến vương cảnh trong con người cũng có một tia sợ hãi. Giết hắn, Tuyết Ngọc Long giận tím mặt, trận chiến này bởi vì bàn tử và Tiêu Phàm mà bắt đầu. Nhưng người đáng chết lại không chết, việc này khiến hắn làm sao có thể bàn giao cho vị kia. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đi đến bước này sớm đã không còn đường lui, chỉ có thể vùi đầu một đường đi tiếp. Ba chiến vương cảnh nghe vậy nhìn nhau, sát cơ lạnh lẽo tỏa ra, từ ba phương hướng hướng đến bàn tử, tựa như sợ hắn chạy. Bàn tử cười nhạt một tiếng, trong tươi cười có trào phúng, có xem thường, cũng có lạnh lùng. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa như đang chờ ba người lặng yên tới gần. Phốc phốc, đột nhiên, hai đạo huyết kiếm đón ánh sáng mặt trời xuất hiện hoa lệ trong không trung, màu đỏ tươi yêu diễm lộ ra cực kỳ chói mắt. Hai đại chiến vương ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, nghi hoặc cùng sợ hãi. Đến chết bọn hắn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Còn có người, cuối cùng một người phản ứng tới, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nghênh đón hắn lại là một đạo hư ảnh huyết sắc loan đao tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn giơ kiếm đón lấy toàn lực xuất kích, răng rắc một tiếng, trường kiếm gãy nứt, một vòng lợi mang từ trước mắt hắn xẹt qua, máu tươi trong ngực bắn ra, nửa người trên nghiêng trượt xuống làm lục phủ ngũ tạng rớt ra ngoài. Đám người kinh hãi cùng sợ hãi, chiến vương cường giả đoạn tuyệt khí tức. Ảnh Phong, con người Tuyết Ngọc Long băng hàn vô cùng, tấm lưng kia Tuyết Ngọc Long hết sức quen thuộc. Tử thần liêm đao trong tay Ảnh Phong làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi, Tuyết Ngọc Long bây giờ cũng đã đột phá chiến vương cảnh, cũng sẽ không đem Ảnh Phong để ở trong lòng. Hai người đều là hoàng thành thập tú, một đệ nhị, một đệ tam, tự nhiên không kém bao xa. Vân Lạc Vũ, các ngươi trước tiên đi lên, bàn tử cũng không quay đầu lại nói, thần sắc hắn cũng không thoải mái. Bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo tất nhiên sẽ chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có thể lực áp 12 vương triều, lại vẻn vẹn chỉ có những chiến vương cảnh này. Muốn đi lên, nếu xuống rồi vậy thì cùng chết đi. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, vừa dứt lời, lại có 10 tên cường giả chiến vương từ trong đám người xông ra. 6 chiến vương sơ kỳ, 3 chiến vương trung kỳ, 1 chiến vương hậu kỳ. Đám người Vân Lạc Vũ nhìn một màn này, toàn thân run lên, không tự giác lui lại mấy bước, vẻn vẹn chỉ là khí tức đã ép bọn hắn không thở nổi. Đây còn không phải ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Thân thể mềm mại Vân Lạc Tuyết run rẩy, tay phải nắm chặt trường kiếm, thần sắc vô cùng băng lãnh. Triệu Vô Bệnh, Lý Tuyết Y mấy người cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn mặc dù là thiên chi kiêu tử chiến vương học viện Đại Yến. Nhưng ở trước mặt cường giả chiến vương đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng không phải là chúng ta đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết gia, mà là Tuyết gia đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết lâu. Trong lòng Ảnh Phong khẽ nói, Tuyết gia không có duy nhất một lần xuất ra át chủ bài, chính là muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của Tuyết lâu. Nhìn Tuyết lâu có thể nhịn bao lâu, Tuyết gia không tin Tuyết lâu có thể trơ mắt nhìn chiến vương cường giả bọn hắn tử vong. Cũng không tin sẽ trơ mắt nhìn Đại Yến bị hủy diệt. Chỉ là ở trong mắt Tuyết gia, hủy diệt Đại Yến hiển nhiên so diệt sát Tuyết lâu chiến vương cường giả dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy lúc này mới tấp nập phá thành, rất có một loại ý tứ thể không bỏ qua.
Nam Cung huynh, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chạy mau. Vân Lạc Vũ kêu to, khẽ cắn môi dẫn đầu hướng đi lên. Muốn chạy, một người cũng đều chạy không được. Một cường giả chiến vương cười lạnh, sau lưng hắn đi theo mấy chục tuyết nguyệt ngự lâm quân, ánh mắt khát máu hận không thể đem đám người Vân Lạc Vũ ăn sống nuốt tươi. Vậy liền chiến một trận. Bàn tử ngưng thần nhìn ra xa, một đạo chiến ý sắc bén lệ mang chảy ra, còn người băng lãnh vô tình. Vân Lạc Vũ, chiến vương của chúng ta, chiến tông cảnh thuộc về các ngươi. Ảnh phong thập phần dứt khoát, chân đạp đạp tuyết vô ngân, cầm tử thần liêm đao như u linh đêm tối bắn ra. Đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh, tốc độ kia kinh thế hãi tục. Trong phút chốc, tử thần liêm đao bổ xuống, khí tức tử vong tràn ngập thiên địa, sát khí trùng thiên, khắp núi đồi đều là huyết sắc lợi mang chiếu xuống. Đồng thời, bàn tử cũng một tay rút chiến thiên kích ra, khe rãnh đại địa chấn lập tức lay động. Thạch đầu nhấp nhô như mãnh hổ hạ sơn, xông vào bên trong 10 đại chiến vương. Giết, con người Vân Lạc Vũ huyết hồng, vô hạn sát ý bắn ra, tay cầm trường kiếm dẫn đầu giết tuyết nguyệt ngự lâm quân. Phía sau bọn họ chỉ có 30, 40 người, đối diện với tuyết nguyệt ngự lâm quân nhiều đến mấy trăm người nhưng bọn hắn không hề sợ hãi. Nếu xác định chết, tại sao không giết một cách thống thống khoái khoái? Nghĩ tới chỗ này, sợ hãi trong lòng quân sĩ Đại Yến chậm rãi biến mất, trên mặt lộ ra vẻ mặt dữ tợn như cuồng thú khát máu. Trong lúc nhất thời, phía dưới tường thành Vân Thành bụi bặm cuồn cuộn, ngọn núi cổ lâm bị hủy diệt vỡ vụn. Đủ loại kiểu dáng chiến kỹ liều mạng oanh sát cùng một chỗ, máu tươi, tàn chi bay tứ tung. Thế nhưng nhân số Đại Yến quá ít, chỉnh thể thực lực so sánh lại kém quá nhiều. 30, 40 người tử thương thảm trọng, đây cũng là lần thứ nhất tấn công Vân Thành tử vong nhiều như vậy. Chỉ trong chốc lát, 30, 40 người chỉ là còn lại 15-16 người có thể đứng nhưng lại lung lay sắp đổ, máu me khắp người. Tuyết Nguyệt quân sĩ tựa như chơi trò mèo bắt chuột, không muốn giết chết bọn hắn dễ dàng như vậy. Thật sự cho rằng người người đều là Tiêu Phàm sao? Giết chết trăm huynh đệ của chúng ta, nếu Tiêu Phàm chết cũng liền thôi, nhưng nếu như hắn không chết, hôm nay chúng ta cũng phải đem hắn lột da chóc thịt. Ta ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm không chết, khiến hắn có thể nhìn thấy, đắc tội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, giết chết huynh đệ Ngự Lâm Quân. Người Đại Yến Vương Triều sẽ phải chịu thảm gấp trăm lần, 1000 lần. Mấy trăm Ngự Lâm Quân tướng sĩ từng bước một hướng về phía bọn Vân Lạc Vũ nhe răng trợn mắt, sát khí nặng nề, dưới chân bọn hắn chà đạp lấy thi thể vừa mới chết của quân sĩ Đại Yến. Mười mấy người Vân Lạc Vũ đỡ lẫn nhau, lưng tựa lưng làm thành một vòng, còn người vẫn sắc bén như cũ, không có vẻ sợ hãi hay thoái ý. Lấy nhiều khi ít, thật coi Đại Yến không có người. Đúng lúc này, trên tường thành truyền đến thanh âm gầm thét. Một đạo thân ảnh không chút do dự từ trên tường thành nhảy xuống. Đều đi lên cho ta, ai cũng không được phép lui xuống. Bằng không lấy tội phản quốc xử tử. Vân Lạc Vũ gầm thét, trong mắt của hắn huyết phụ bốc hơi, người Đại Yến không sợ chết, hắn Vân Lạc Vũ lại sợ cái gì? Nghe Vân Lạc Vũ nói, quân sĩ Đại Yến do dự một chút nhưng vẻn vẹn chốc lát lại có mấy chục hơn trăm người nhao nhao nhảy xuống. Đại Yến muốn diệt vong, phản quốc lại như thế nào? Trước hết giết bọn hắn rồi nói. Phạm Đại Yến, mặc dù xa tất giết, nguyên một đám quân sĩ lòng đầy căm phẫn, nếu như là bình thường, ai dám nói phản quốc chính là tội chết. Nhưng giờ phút này, mọi người nghe nói như thế thần sắc xúc động phẫn nộ, tựa như đánh máu gà. Đám hỗn trướng các ngươi, Vân Lạc Vũ giận mắng, nhưng trong lòng hắn có một tia ấm áp. Những người này không sợ chết, lại càng đại biểu bảo vệ cho Đại Yến. Người như vậy chân chính là người Đại Yến. Vân Lạc Vũ liếc nhìn toàn trường, tựa như phải nhớ kỹ từng khuôn mặt. Tốt, đừng như thế hư tình giả ý, nhiều người lại như thế nào, chỉ là chết sớm chết muộn thôi, các huynh đệ, giết. Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân mặt coi thường, mấy trăm chiến tông cảnh tu sĩ chẳng lẽ còn đối phó không được Đại Yến Ngự Lâm Quân. Giết, giết, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đâm rách bình minh yên tĩnh. Kiếm mang tàn phá bừa bãi, chiến kỹ gào thét khắp nơi, nơi này nghiễm nhiên trở thành một mảnh tu la. Hai người bàn tử và ảnh phong ngăn chặn 10 đại chiến vương, mặc dù trong thời gian ngắn ở vào thế thượng phong, nhưng căn bản thoát thân không ra. Đại Yến quân sĩ nghe lệnh, dầu hỏa, cự thạch công kích. Vân Lạc Vũ gầm thét,
một kiếm chém giết hai chiến tông cảnh tu sĩ, hắn thân thể lung lay tùy thời đều có thể ngã xuống. Phốc, lại một đạo kiếm mang xẹt qua bả vai hắn, máu tươi bay múa trong hư không, hắn loạn phát bay tứ tung, bỗng nhiên quay người hướng phía sau một kiếm đâm tới. Trên tường thành, thần sắc quân sĩ đại yến rầu rĩ vô cùng, thời điểm đốt dầu hỏa, dùng cự thạch công kích là con dao hai lưỡi. Giết chết có thể không nhất định là Tuyết Nguyệt quân sĩ, mà còn có thể là quân sĩ đại yến. Thần sắc quân Tuyết Nguyệt sĩ lạnh lùng, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, tựa như không tin đại yến quân sĩ dám làm như vậy. Phóng hỏa, còn lo lắng cái gì? Thả đi, ta muốn cùng bọn nhóc con này đồng quy vô tận. Hỗn trướng, còn do dự cái gì? Giết chết bọn hắn. Dưới tường thành quân sĩ đại yến gào thét, trong mắt lộ vẻ thấy chết không sờn. Tại thời khắc này tất cả mọi người huyết dịch tựa như triệt để sôi trào. Nhưng mà, trên tường thành quân sĩ đại yến lại đứng giữa vấn đề nan giải, đến cùng thả hay là không thả? Thả hay là không thả? Quân sĩ đại yến một mặt dầu dỉ, một khi đốt dầu hỏa, ngọn lửa hừng hực chắc chắn lần nữa sẽ diệt người phía dưới tường thành, vô luận là người đại yến hay là quân sĩ Tuyết Nguyệt đều sẽ bị đại hỏa thôn phệ. Nếu như không thả, đám người đại yến tạm thời còn có thể phản kháng một hai, nhưng cuối cùng chắc chắn bị giết sạch không còn, chỉ là chết không nhanh như vậy mà thôi. Mắt thấy đám người đại yến nguyên một đám ngã xuống, biến thành vô số cỗ thi thể lạnh buốt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể tàn khuyết đang nằm trong phế tích. Đại yến quân sĩ mang theo một tia huyễn tưởng cuối cùng, hy vọng tại thời khắc mấu chốt sẽ có người xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc chờ đợi hồi lâu, bọn hắn vẫn không thể đợi Chúa cứu thế đến với đến bọn hắn. Ầm ầm, đột nhiên, 7-8 đạo cuồng bạo khí thế từ bên trong hồn thú sơn mạch đằng xa xông ra, hóa thành từng đạo lưu quang kích xạ tới, lăng không đứng ở phía trên chiến trường hỗn loạn. Hai phe quân sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao lùi ra phía sau mấy bước, chiến trường bỗng ngưng một cái, rất nhiều nghi hoặc, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía 8 đạo thân ảnh ngạo nghễ. Những người này là ai? Làm sao không kiêng nể gì liền xâm nhập chiến trường, chẳng lẽ là viện binh Tuyết Nguyệt Vương triều sao? Có mừng, có kinh, còn có cả tuyệt vọng, tự nhiên là người Tuyết Nguyệt Hoàng triều, bây giờ đại yến cùng Tuyết Lâu tất cả đều bị kiềm chế, lại là 8 người chiến vương cảnh từ nơi nào đến, tự nhiên là người Tuyết Nguyệt. Đại yến tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, viện binh đại yến ngăn cản không nổi, nhưng vẫn như cũ liều mạng một lần. Hiện tại bát đại chiến vương xuất hiện, giống như một gốc rơm giả cuối cùng đè chết đại yến. Hỗn trướng, đem công chúa giao ra. Một chiến vương cường giả lạnh lùng nhìn Ảnh Phong và Bàn Tử phẫn nộ quát. Hắn mặc hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay chiến kiếm, khí thế khiếp người. Lời này vừa nói ra, đám người đại yến thấy thế, cơ hồ tuyệt vọng, rất nhiều người thân thể không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ là trời muốn diệt đại yến? Có người bi thiết nhìn về phía Bàn Tử và Ảnh Phong, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đại yến rõ ràng có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn, vì sao phải đem cửu nhân đến nơi này? Bọn hắn căn bản không nhớ rõ, trước đó chính là Bàn Tử và Ảnh Phong hai người xuất thủ mới ngăn cản được Tuyết Nguyệt công thành. Đối với tất cả việc này, Bàn Tử đương nhiên sẽ không quan tâm, nhìn thấy 8 người kia đến, Bàn Tử khóe miệng ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Các ngươi tới ngược lại rất là kịp thời. Bàn Tử cười nhạt một tiếng, hắn thấy 8 người kia chẳng những là cửu nhân mà là minh hữu, bởi vì 8 người này chính là truy sát bọn hắn mà đến kiếm vương triều chiến vương. Thả công chúa ra, chúng ta liền rời đi, tuyệt không nhúng tay vào việc này. Hắc giáp tướng quân Khôi Ngô ngưng tiếng nói, nhìn thấy chiến trường bừa bộn, trong lòng hắn hơi hơi ngưng tụ. Thả nàng, Bàn Tử tà tà cười một tiếng, nói, nếu như hiện tại thả nàng, chúng ta cần gì phải xâm nhập quân doanh kiếm vương triều đem nàng mang đến đây? Ngươi thật sự cho rằng ta ăn no rửng mỡ sao? Kiếm vương triều nghe vậy, thần sắc cứng lại, giờ phút này thanh âm Bàn Tử vang lên lần nữa. Các ngươi muốn cứu công chúa các ngươi đúng không? Vậy liền giết bọn hắn, bằng không mà nói, hậu quả ta liền không biết. Bàn Tử cầm chiến thiên kích lạnh lùng chỉ 10 chiến vương đối diện nói. Vừa mới một trận chiến, hắn và Ảnh Phong mặc dù chiến đấu thập phần vất vả nhưng đã thành công giết chết 2 chiến vương sơ kỳ. Bây giờ chỉ còn lại 8 người, kiếm vương triều vừa vặn có 8 người, thực lực không dưới 8 người Tuyết Nguyệt. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Hắc giáp tướng quân Khôi Ngô nhíu mày lại, sát khí lấp lóe. Không sai,
ta chính là đang uy hiếp các ngươi. Bàn tử thập phần khẳng định nói. Đột nhiên con ngươi nhìn về phía phương xa, lại nhìn thấy một con hoàng kim sư tử to lớn chân đạp hỏa vân, trong miệng ngậm một đạo thân ảnh váy trắng. Váy trắng đã bị tiêm nhiễm không ít vết máu, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Thả công chúa ra, ngươi muốn chết, ngươi dự định cùng kiếm vương triều là địch sao? Kiếm vương triều sắc mặt bát đại chiến vương cường giả hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên, hoàng kim sư tử chính là tiểu kim, thân ảnh váy trắng trong miệng nó dĩ nhiên chính là thất dạ, bọn hắn rất rõ ràng địa vị công chúa trong lòng đại vương. Nếu như công chúa chết ở chỗ này, tám người bọn hắn đoán chừng khó thoát, cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế. Có mấy người chuẩn bị hướng về phía tiểu kim đánh tới. Ai nếu dám động, ta liền để cho nàng chết, lúc đó là do các ngươi hại chết nàng, cũng đừng trách ta. Bàn tử gầm lên một tiếng, tám người trong nháy mắt ngừng thân hình, phẫn nộ nhìn chằm chằm bàn tử. Đừng nhìn ta như vậy. Bàn tử nhún nhún vai, lờ đễnh nói, cùng kiếm vương triều trở thành địch, vốn không phải suy nghĩ của ta. Ngươi hiện tại đã đắc tội rồi, thả công chúa còn tốt, chỉ cần ngươi tự sát để tạ tội, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Bằng không mà nói, thiết kỵ kiếm vương triều nhất định đạp nát đại yến vương triều, không một ngọn cỏ có thể sống. Hắc giáp tướng quân phẫn nộ quát. Sắc mặt đại yến tu sĩ bị dọa đến vô cùng nhợt nhạt. Bây giờ đối địch với tuyết nguyệt cũng thôi, hiện tại lại đắc tội thêm kiếm vương triều, đại yến sẽ như thế nào? Kinh khủng tràn ngập đám người đại yến, chỉ có bàn tử dùng ngón tay móc móc lỗ tai, trên mặt đều là vẻ khinh thường, không nên làm ta sợ. Ta mà sợ thì không cần kiếm vương triều xuất thủ, đại yến ta cũng chưa chắc có thể tồn tại. Tăng thêm một cái kiếm vương triều, đại yến chỉ là bị hủy diệt nhanh hơn một chút mà thôi, ta có gì phải sợ. Bàn tử ngữ khí thập phần bình tĩnh, không ít tu sĩ đại yến giận dữ vô cùng, cũng có không ít người âm thầm gật đầu. Bàn tử nói không sai, đại yến hủy diệt, dựa theo tình thế trước mặt có kiếm vương triều hay không cũng không đáng kể. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ. Bàn tử lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng vô cùng băng lãnh, ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi, ta đếm ba tiếng, các ngươi nếu không xuất thủ, công chúa hẳn phải chết là điều chắc chắn. Bá đạo, ngữ khí tràn ngập sát khí khiến tám người chiến vương kiếm vương triều giận mà không dám nói gì. Bọn hắn như thế nào còn không rõ, bàn tử đây là rút củi dưới đáy nồi, tìm đường sống trong chỗ chết. Tu sĩ đại yến trước đó còn nhìn hằm hằm bàn tử lập tức một mặt hổ thẹn. Bàn tử làm ra tất cả, cũng không phải là muốn hủy diệt đại yến, mà là cứu đại yến. 3. Không đợi tám người phản ứng, bàn tử đã bắt đầu đếm ngược, con người càng ngày càng băng lãnh. Rốt cuộc là ai uy hiếp ai? Đám người trong lòng nghĩ thầm, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn bàn tử, trong miệng đủ chỗ nhét cả quả trứng vịt. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, bàn tử này không phải đang nói đùa, mà là đùa thật, hắn đang uy hiếp kiếm vương triều. 2. Bàn tử thanh âm tiếp tục vang lên, con người càng ngày càng lạnh. Chậm đã, hắc giáp tướng quân hít sâu kêu lên, sau lưng mang theo 7 người tiến lên, ngăn tuyết nguyệt hoàng triều bát đại chiến vương cường giả. Các ngươi xác định đối địch với bản hoàng, đối địch với tuyết nguyệt, sắc mặt tuyết ngọc long băng hàn, nếu không có kiếm vương triều rõ ràng đã nhanh đem đại yến bước đến tuyệt lộ. Mọi thứ đều lấy kế hoạch của hắn mà làm. Chỉ cần tuyết lâu chiến hoàng cường giả nhịn không được xuất thủ, tuyết gia cũng sẽ thi triển một kích lôi đình, diệt đại yến, che tuyết lâu. Thế nhưng tám chiến vương cảnh phá hư kế hoạch của hắn, cũng khó trách tuyết ngọc long tức giận như thế. Tuyết hoàng chủ, thật xin lỗi, kiếm vương triều không muốn đối địch với ngươi, nhưng công chúa nhất định phải cứu. Chỉ cần tám người bọn hắn bất động, chúng ta cũng không xuất thủ, hy vọng tuyết hoàng cho ta mặt mũi. Hắc giáp tướng quân hít sâu một hơi nói cho ngươi mặt mũi. Vậy ai sẽ cho bản hoàng mặt mũi? Tuyết Ngọc Long cười lạnh nói, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn bát đại chiến vương kiếm vương triều. Tám người kiếm vương triều nghe vậy, sắc mặt khẽ trầm xuống một cái. Bọn hắn biết một trận chiến này hẳn là không thể tránh, chỉ là trong lòng mấy người khó chịu khi bị bàn tử mượn đao giết người. Tuyết hoàng chủ. Hắc giáp tướng quân còn muốn tranh thủ một phen. Nhưng Tuyết Ngọc Long căn bản không cho hắn cơ hội. Tuyết Ngọc Long cười lạnh nói, các ngươi thực cho rằng hơn vạn quân đội kiếm vương triều trốn ở hồn thú sơn mạch hơn nửa tháng, người khác đều không biết à, thực xem người khác như đồ đần. Bản hoàng xem các ngươi chỉ là muốn ngư ông thủ lợi, nhưng hiện tại xem ra,
đây là đã sớm bố trí âm mưu, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy lấy cớ này quá vụng về sao? Bọn hắn thực không phải lấy cớ. Trong lòng Bàn Tử và Ảnh Phong rất muốn cười, nhưng hai người cưỡng ép đình chỉ, không có cười ra tiếng. Xem ra là Tuyết Ngọc Long hiểu lầm. Nhìn thấy thần sắc Bàn Tử và Ảnh Phong, Vân Lạc Vũ làm sao không biết nguyên do. Hai người Bàn Tử và Ảnh Phong bắt lấy công chúa Kiếm Vương Triều, lúc đầu muốn bức bách Kiếm Vương Triều tham chiến, lại không nghĩ rằng cường giả Kiếm Vương Triều đuổi giết tới nơi này, thành công cản trở kế hoạch Tuyết Ngọc Long. Bàn Tử lúc này mới tương kế tựu kế, mặt ngoài cùng Kiếm Vương Triều thế như thủy hỏa, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Lấy tính cách đa nghi của Tuyết Ngọc Long, vô luận Kiếm Vương Triều giải thích như thế nào hắn cũng không thể nào tin tưởng. Bất kể là trùng hợp cũng được, ngẫu nhiên cũng được, đúng là một hiểu lầm hoàn mỹ. Đại Yến nguy hiểm tạm thời có thể giải trừ, theo Tuyết Ngọc Long, đây bất quá chỉ là Đại Yến và Kiếm Vương Triều phối hợp diễn một tuồng kịch mà thôi. Tuyết Hoàng Chủ, Hắc Giáp Tướng Quân còn muốn giải thích cái gì? Còn lo lắng cái gì? Ai dám tham dự vào ân oán Tuyết Nguyệt và Đại Yến, chết. Tuyết Ngọc Long lấy tay vung lên, bát đại chiến vương cường giả lập tức nhào về phía tám người Kiếm Vương Triều. Kiếm mang tàn phá bừa bãi, quang mang sáng chói xen lẫn trên không trung, 16 đại chiến vương cường giả va chạm, càng đánh càng xa. Ảnh Phong, việc này ngươi làm rất tốt. Bàn Tử nhếch miệng cười nói, giải quyết nguy cơ trước mắt, tâm tình cũng thật tốt. Là ngươi phản ứng nhanh. Nguyên bản bắt được nàng, chỉ là cản trở Kiếm Vương Triều mà thôi, không nghĩ tới nữ tử này tại Kiếm Vương Triều có địa vị phi phàm như thế. Ảnh Phong cười cười, đối với thân phận thất giả hắn cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng chỉ là công chúa Kiếm Vương Triều mà lại làm cho các chiến vương cường giả nhiệt tâm như thế. Đừng lấy lòng lẫn nhau, trước tiên giải quyết những người này rồi hãng nói. Bàn Tử trong nháy mắt băng lãnh, ánh mắt như liệp ưng nhìn chằm chằm những con mồi nhỏ yếu đó. Giết, Vân Lạc Vũ phản ứng trước tiên, hung uy của Bàn Tử và Ảnh Phong hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lúc hai người chỉ là chiến tông cảnh liền có thể quét ngang mấy chục ngự lâm quân, bây giờ đột phá chiến vương cảnh, há lại đem những ngự lâm quân này để ở trong mắt. Một tiếng hô giết rung trời, Đại Yến khí thế như rồng, thế công thành một mảnh ngã, Bàn Tử cầm trong tay chiến thiên kích, một kích đánh bay mười mấy chiến tông cảnh, rốt cuộc không có một ai dám lên. Đoán chừng toàn thân xương cốt đã bị chấn vỡ. Ảnh Phong cầm Tử Thần Liêm đao trong tay đại sát tứ phương như vào chỗ không người, chính là trời sinh làm sát thủ, tử thần. Hỗn trướng, Tuyết Ngọc Long muốn rách cả mí mắt, nhìn bốn người bên cạnh, theo bản hoàng giết. Bốn người bảo hộ Tuyết Ngọc Long đều là tu vi chiến vương hậu kỳ, nhìn thấy Tuyết Ngọc Long chuẩn bị tự mình xuất thủ, bốn người vội vàng quỳ lại nói, hoàng chủ xin nghĩ lại. Nghĩ lại, nghĩ lại. Trước mặt thực lực tuyệt đối, có gì có thể nghĩ lại sao? Tuyết Ngọc Long phẫn nộ nói khiến tứ đại chiến vương nơm nớp lo sợ. Những lời này nhìn như nói cho tứ đại chiến vương cường giả nghe, nhưng bốn người bọn họ rõ ràng, đây là nói cho một ít người nghe. Mắt thấy nơi xa mấy trăm chiến vương cảnh bị Bàn Tử và Ảnh Phong hai người không ngừng đổ sát, Tuyết Ngọc Long cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cứ như thế tiếp tục, cả đội ngự lâm quân đều bị chôn xương nơi này. Ha ha, giết, giết đám chó chết này, không thể cho chúng khi dễ chúng ta. Không cần biết, sâu kiến nổi giận cũng có thể khiến xác chết trôi ngàn dặm. Quân sĩ Đại Yến kêu gào, bọn hắn giết chóc đến phát điên, mặc dù có Bàn Tử và Ảnh Phong tham dự, bọn hắn hơn trăm người lại chết một nửa, nhưng so với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại không đáng kể chút nào. Chiến trường không có khả năng không có thương vong, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Chiến đấu bậc này rất ít khi phát sinh, một khi không cẩn thận liền động đến nền tảng lập quốc, hủy đi cơ nghiệp ngàn năm. Tuyết Ngọc Long sở dĩ có thể tìm Đại Yến Vương Triều báo thù rửa hận, tự nhiên cũng là thông qua sự tán thành của cao tầng Tuyết gia, nguyên bản nghĩ sao sơn chấn hổ, dẫn người Thần Phong Học Viện xuất thủ. Chỉ là kết quả Thần Phong Học Viện trừ Bàn Tử xuất hiện, những người khác một tên cũng không thấy, ngược lại lại dẫn tới Tuyết Lâu. Nếu như không phải bởi vì bỏ ra cái giá quá lớn, Tuyết gia có lẽ sớm đã lui binh. Thúc tổ, các ngươi còn không xuất thủ thì phải chờ đến khi nào? Tuyết Ngọc Long ngửa mặt lên trời hét lớn, hắn hận không thể lập tức đi lên đem tất cả mọi người Đại Yến tháo thành tám khối. Nhưng hắn không dám, ai biết Tuyết Lâu phải chăng âm thầm có giấu sát thủ chiến vương hay không? Hừ, một tiếng hừ lạnh vang vọng tổng hư không,
giống như một đạo tiếng sấm chấn động tứ phương. Thanh âm này bên trong mang theo một chút tức giận, còn có một tia bất mãn, phẫn nộ tự nhiên là đối với bọn bàn tử, mà bất mãn lại là đối với Tuyết Ngọc Long. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long cứng đờ, hít sâu một hơi nhìn phương xa, trong lòng nghiêm nghị nói, chỉ cần đại yến diệt vong, lão bất tử các ngươi lại dám đối đãi với ta như thế nào? Nếu như không phải các ngươi sợ thì đại yến há có thể tồn tại đến bây giờ? Lời nói này, hắn tuyệt đối không nói ra được, không trở thành chiến hoàng, Tuyết Ngọc Long còn không có tiếng nói trong Tuyết gia. Mau lui lại, hai người bàn tử và ảnh phong sợ hãi, khí thế kia làm hai người bọn hắn đều kinh hãi. Hiển nhiên là chiến hoàng cường giả đã xuất thủ. Một cỗ hoàng giả chi uy quét sạch thiên địa, mang theo từng đợt phong bạo cùng áp lực minh mông tàn phá khắp nơi, bụi bặm tràn ngập. Phốc phốc phốc, bàn tử và ảnh phong chấn động không ngừng ho ra máu. Lục phủ ngũ tạng bốc lên, hồn lực cuộn vào quanh thân hai người ngưng tụ thành một bộ áo giáp hồn lực, cho dù như thế vẫn không thể ngăn cản nổi. Không ít người nhớ tới một màn Diệp Lâm Trần chém giết Hoàng Trùng Tiêu. Vô luận người cường đại như thế nào, nếu là chiến vương cảnh liền một kiếm, diệt. Không có bất kỳ mánh khóe gì, vẻn vẹn chỉ là một cỗ uy áp cũng làm người ta khó thở, đây chính là chiến hoàng cường giả chân chính. Ầm ầm, tường thành phía dưới, một bầy tướng sĩ đại yến nhao nhao nổ tung, vô luận ngươi là chiến sư cảnh hay là chiến tông cảnh, tại cổ hoàng uy kia đều như sâu kiến. Ứng phó một nhóm tu sĩ cấp thấp như thế là có ý tứ gì? Vậy lão phu cũng không thể bỏ qua. Đúng lúc này, một tiếng vang quát lạnh vang lên. Phía trên không trung đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh già nua còng xuống, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngược lại, nhưng con ngươi lại sắc bén như đao. Chỉ thấy cái thân ảnh già nua kia chậm rãi giơ tay lên, một cái hắc sắc trưởng cương bỗng nhiên ngưng tụ, mang theo một loại băng lãnh thấu xương hướng về phía Tuyết Nguyệt Hoàng Triều bao phủ hơn vạn tướng sĩ. Oanh long long, thiên địa rung động, hơn vạn tướng sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều ở dưới một trưởng phảng phất như sâu kiến. Sức phản kháng đều không có, nhao nhao hóa thành hư vô, phiêu tán rơi rụng trong không gian. Tuyết Ngọc Long thân ở dưới trường cương màu đen cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Không chút do dự bỏ chiến xa, hướng về phương xa bỏ chạy, đáy lòng tê dại một hồi. Hư không rung động, bụi bặm che khuất bầu trời, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, bất quá vẻn vẹn không đến một cái hô hấp, tất cả thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Một lúc sau, bụi bặm tiêu tán lập tức lộ ra tất cả. Một lạc ấn trưởng cương trên trăm trượng hãm sâu xuống đất mấy trượng, máu tươi, tay cụt chân cụt đem khắp nơi đại địa đều nhuộm thành huyết sắc. T, trong mắt đám người đều là một vẻ hoảng sợ. Những tướng sĩ Tuyết Nguyệt may mắn trốn qua một kiếp té cứ té đái hướng về bốn phía hốt hoảng bỏ chạy, rất nhiều người sợ mất mật, bắt đầu điên cuồng chạy. Một trưởng chỉ uy, giết đến vạn tướng sĩ, chiến tranh dạng này còn đánh thế nào? Khó trách rất nhiều hoàng triều cùng một đám vương triều đều nhất trí một điều kiện, chiến tranh không thể để cho chiến hoàng cường giả tham dự. Trước kia bọn hắn một mực không rõ vì sao sẽ như thế, cho đến hôm nay nhìn thấy, bọn hắn mới chính thức minh bạch nguyên do trong đó. Phúc bá, bàn tử si ngốc nhìn thân ảnh còng xuống trong không trung kia, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Cho tới nay, bọn hắn đều đại khái biết thực lực của Phúc bá, hẳn là chiến vương cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phúc bá lại là chiến hoàng cường giả, khó trách năm đó một bàn tay liền đem Tôn gia Tôn Đình đập bay, đây mới là thực lực chân chính của Phúc bá. Sau đó bàn tử rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng đem Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, Lý Tuyết Y cùng Vân Lạc Tuyết mười mấy người còn sống đưa đến phía trên tường thành. Nơi xa, Tuyết Ngọc Long máu me khắp người, gian nan từ trong phế tích đứng lên, trong miệng phun ra một chút bùn. Bộ dáng muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, hoàn toàn không có phong phạm một đời hoàng chủ. Lục Phúc, một đạo thanh âm bén nhọn từ đằng xa truyền đến, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía, thiên không đột nhiên có tuyết rơi xuống, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mười mấy độ. Rất nhiều người không khỏi lạnh run, lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, phía trên không trung đã có thêm ba đạo thân ảnh. Đó là ba lão giả, ba người một bộ áo trắng, tóc trắng bạch mi. Hạc phát đồng nhan, gầy trơ cả xương, rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Ba người xuất hiện trong nháy mắt, thần sắc đám người đại yến ngưng tụ, lần nữa biến thành khẩn trương. Tuyết Vô Hưu, người còn sống.
Phúc Bá suy ngẫm vuốt sợi râu như cỏ khô, tựa như nhìn thấy lão bằng hữu không có mảy may phẫn nộ cùng e ngại, thần sắc không hề bận tâm. Ngươi không chết, ta làm sao có thể chết được? Làm sao, ngươi cũng muốn tham dự việc này? Lão giả tóc trắng cười nhạt một cái nói, người này chính là Tuyết Gia lão tổ, cũng là thúc tổ Tuyết Ngọc Long, cao thủ chiến hoàng cảnh tuyệt thế Tuyết Vô Hưu. Lão thật vất vả đi ra đi lại một cái, hoạt động gân cốt một chút mà thôi. Phúc Bá cười nhạt một tiếng, đột nhiên thân thể uốn éo, răng rắc một tiếng a, đau thắt lưng, đau chết mất. Đám người khóe miệng giật một cái, người đường đường chiến hoàng cảnh cũng sẽ bị đau thắt lưng. Hoạt động một chút gân cốt liền diệt hơn vạn tuyết nguyệt tướng sĩ, nếu là động thủ há không phải càng khủng bố hơn. Đây là cố ý trêu đùa Tuyết Vô Hưu sao? Chỉ có bàn tử cười nhạt một tiếng, Phúc Bá là lão già đi đứng không tiện, thường xuyên xoay cổ và eo. Bất quá cái lão gia hỏa này động thủ thật là không phải gọn gàng bình thường. Một chân vào quan tài còn đi ra lại, chẳng lẽ sẽ không sợ phơi thây hoang dã sao? Trong mắt Tuyết Vô Hưu lóe lên một vòng lăng lệ. Đừng nói khó nghe như vậy, phơi thây hoang dã, lấy đất làm quan tài, lấy trời làm nắp, có cái gì không tốt sao? Phúc Bá tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện, sau đó lại hơi không kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, cùng tiến lên hay là xa luân chiến? Ngươi muốn lấy một địch ba, mí mắt Tuyết Vô Hưu vẩy một cái, chẳng lẽ cái lão gia hỏa này lại có đột phá? Nếu thực như thế, kế hoạch lần này sẽ phải ngâm nước nóng. Cái gì lấy một địch ba, là lấy ba địch ba, Phúc Bá mặt coi thường nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ sát khí lạnh lẽo từ hư không bộc phát, hai đạo lưu quang đột nhiên từ trong hư vô toát ra, xông thẳng phía sau lưng ba người Tuyết Vô Hưu. Đánh lén, ba người Tuyết Vô Hưu có loại xúc động chửi thề, người cái lão bất tử không phải nói xa luân chiến hả? Vậy mà đột nhiên sẽ đánh lén. Đương nhiên, ba người không hổ là chiến hoàng cường giả, phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang hướng về ba phương hướng bắn ra. Tuyết Vô Hưu lách mình xuất hiện ở cạnh Phúc Bá lấy tay trực tiếp nghênh đón. Rầm rầm rầm, hư không va chạm kịch liệt vang lên, sóng xung kích bá đạo. So sánh với chiến vương cảnh không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, chiến kỹ lộng lẫy trong hư không xuất hiện. Quách Sĩ Thần, Tần Mặc, Tuyết Vô Hưu dư quang vừa hay nhìn thấy hai đạo thân ảnh nơi xa. Quách Sĩ Thần đột phá chiến hoàng cảnh, nhưng Tần Mặc là người luyện dược sư công hội làm sao sẽ xuất thủ với hắn được. Hơn nữa Tần Mặc lúc đầu chỉ là chiến vương đỉnh phong, làm sao đột nhiên biến thành chiến hoàng. Tần Mặc, người thân là người luyện dược sư công hội, cùng Tuyết Nguyệt ta trở thành địch, người muốn chết phải không? Tuyết Vô Hưu phẫn nộ quát, luyện dược sư công hội không có khả năng tham dự tranh đoạt giữa các quốc gia, đây là quy củ. Bằng không? Lấy thực lực đại thế lực luyện dược sư công hội, chú tạo sư công hội, lăng vân thương hội, còn chỗ nào đến phiên hoàng triều cùng vương triều bọn hắn có được cương thổ. Quên nói cho ngươi, ta đã rời khỏi luyện dược sư công hội. Tần Mặc lạnh lùng cười một tiếng, giết ân nhân Tần Mỗ, Tuyết gia nên bị diệt. Ân nhân ngươi là ai? Thần sắc Tuyết Vô Hưu ngưng lại, không nghĩ ngợi hỏi. Tần Mặc không chỉ là chiến hoàng, hơn nữa còn là lục phẩm dược vương. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tuyết Vô Hưu cũng không muốn đắc tội. Có thể trở thành ân nhân của Tần Mặc, làm sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, thậm chí bát phẩm luyện dược sư đi, người như vậy Tuyết gia cũng không thể đắc tội. Tiêu phàm, Tần Mặc không chút do dự phun ra hai chữ. Bàn tử hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là Tần Mặc trước đó là thấy chết không cứu. Nhìn thấy Tần Mặc hắn cũng hơi kinh ngạc, càng thêm không nghĩ tới Tần Mặc vậy mà rời khỏi luyện dược sư công hội. Chỉ vì báo thù cho Tiêu Phàm, điều này khiến trong lòng hắn có chút xúc động. Lại là Tiêu Phàm, sắc mặt Tuyết Vô Hưu âm trầm đáng sợ, một chiến tông cảnh nho nhỏ vậy mà dẫn xuất nhiều thực lực như vậy. Việc này khiến hắn làm sao không khiếp sợ, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói, hừ, chỉ bằng ba người các ngươi vẫn không ngăn cản được bản hoàng. Hô hô, đúng lúc này, nơi xa lại có hai đạo lưu quang bắn đến, đó là hai nam tử trung niên. Là trưởng lão Tuyết gia, khí tức trên người so với Tần Mặc không yếu hơn là bao. Lấy ba địch năm, tất cả mọi người là chiến hoàng sơ kỳ, người cảm thấy các ngươi còn có phần thắng. Tuyết Vô Hưu nhe răng cười một tiếng. Vẫn chưa hẳn, Phúc Bá thản nhiên nói. Hỗn trướng, một tiếng gầm từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy vừa mới chạy tới một chiến hoàng cường giả,
trên cánh tay máu tươi điên cuồng phun, hiển nhiên là bị người khác đánh lén. Thời khắc đám người quay người nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo bóng đen khô gầy cấp tốc lui lại, rời khỏi trên trăm trượng mới dừng lại. Cách đó không xa còn có một lão giả mặc áo bào xanh. Tề cô, quả nhiên là ngươi, Tuyết Vô Hưu sầm mặt lại, bất quá việc này vẫn như trong dự kiến của hắn. Ngược lại là lão giả mặc áo bào xanh bên cạnh kia khiến trong lòng hắn có phần không bình tĩnh, Trầm Chấn Đào, ngươi cũng rời khỏi Lăng Vân Thương Hội, muốn nhúng tay vào việc này. Không sai, lão giả mặc áo bào xanh chính là Trầm Chấn Đào. Trầm Chấn Đào vốn không có ý định xuất thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy hai đại chiến hoàng Tuyết Nam Thiên rời đi, hắn cũng lặng lẽ đến. Tuyết lão nói giỡn, lão hủ nghe nói Tuyết Ngọc Long giết trưởng lão khách khanh của Lăng Vân Thương Hội, ta tới để đòi lại một cái công đạo. Trầm Chấn Đào thản nhiên nói, tựa như căn bản không có ý tứ xuất thủ. Trưởng lão khách khanh Lăng Vân Thương Hội là ai? Tuyết Vô Hưu hận không thể một cái tát bay Trầm Chấn Đào. Tiêu Phàm. Trầm Chấn Đào cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm, lại là Tiêu Phàm. Trong lòng Tuyết Vô Hưu thập phần khó chịu, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn thu tập được tin tức Tiêu Phàm chỉ là một tử đệ nhỏ trong gia tộc Đại Yến Vương Triều mà thôi, tối đa cũng là Đại Yến nhất tự Tịnh Kiên Vương, như thế nào lại dẫn xuất nhiều cường giả như vậy. Lần thứ nhất nghe được cái tên Tiêu Phàm trong lòng hắn đều là vẻ khinh thường, người như vậy giết cũng liền giết, ai lại để ở trong lòng. Biết rõ Tiêu Phàm là học sinh Thần Phong Học Viện, Tuyết Vô Hưu càng duy trì Tuyết Ngọc Long quyết định tiến đánh Đại Yến, vừa vặn có thể thăm dò thực lực Thần Phong Học Viện. Thế nhưng lúc Tuyết Nguyệt Chiến Vương tấp nập tử vong, Tuyết Vô Hưu mới phát hiện có chút không thích hợp, Tiêu Phàm cùng Tuyết Lâu có chút quan hệ. Điều này cũng thôi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện chiến hoàng cảnh Tần Mặc, Tuyết Vô Hưu cũng có chút không bình tĩnh. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Trầm Chấn Đào xuất hiện. Lăng Vân Thương Hội Hoàng Triều phân hội hội trưởng vậy mà nói Tiêu Phàm là Lăng Vân Thương Hội khách khanh trưởng lão. Điều này khiến hắn rốt cục cũng rõ được sự tình thật đúng là không đơn giản như vậy. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến tông cảnh nho nhỏ làm sao có thể dẫn xuất nhiều thế lực như vậy. Lực lượng lớn như vậy khiến Tuyết gia cũng phải kiêng kỵ, thậm chí nhượng bộ ba phần. Nếu như đem Tuyết Ngọc Long giao cho ngươi, ngươi sẽ không tham dự việc này. Tuyết Vô Hưu đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Long. Thúc tổ, người không thể qua sông đoạn cầu. Tuyết Ngọc Long nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng hét lớn. Im miệng, Tuyết Vô Hưu lạnh lùng quát. Tuyết Ngọc Long lập tức ngậm miệng không nói, mặt xám như cho. Đám người cũng khe khẽ thở dài, ở nơi thực lực phi tôn dù là ai cũng không có cách nào chân chính khống chế vận mệnh của mình, Hoàng Triều chi chủ lại như thế nào. Chỉ có bản thân đủ cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, tùy ý mà làm. Tất nhiên, Trầm Chấn Đào thản nhiên nói, con người quét qua quân sĩ. Đương nhiên tất cả mọi người tham dự giết khách khanh trưởng lão Lăng Vân Thương Hội đều phải chết. Bằng không thế nhân còn tưởng rằng Lăng Vân Thương Hội ta dễ bị ức hiếp. Ngươi, Tuyết Vô Hưu khó thở, hắn làm sao không biết Trầm Chấn Đào đang muốn tham dự việc này. Hơn nữa lấy cớ nghĩa chính ngôn từ khiến hắn đều không thể làm gì. Trầm hội trưởng, thù của ta, vẫn nên tự mình tới báo. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một thiếu niên áo bào đen đạp không đi tới, vững vàng rơi phía trên tường thành, tay áo phiêu động, ngông nghênh thẳng tắp, giống như thương tùng đứng ngạo nghễ. U Vương, Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời rất nhiều người liền nhận ra người thiếu niên này. Tất cả mọi người trong lòng đều biết đây là Tiêu Phàm. Nếu như không phải trước đó nhìn thấy Bàn Tử và Ảnh Phong, bọn hắn có lẽ còn tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ. Tiêu Phàm chạy ra khỏi quân doanh Kiếm Vương Triều, liền lập tức chạy tới Vân Thành, rốt cục giờ phút này mới chạy tới. Tiêu Phàm, Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt, sát khí trùng thiên. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Tuyết Vô Hưu híp hai mắt, từng tia hàn ý băng lãnh hướng tới Tiêu Phàm, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ cần phóng thích một cái khí thế cũng đủ để cho Tiêu Phàm quỳ bái. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại bình tĩnh đứng ở đó, không nhúc nhích, hàn ý lạnh lùng, không khiến ánh mắt của hắn có biến hóa. Hắn vẫn như cũ vân đạm phong khinh, dường như không cảm nhận được mảy may lãnh ý. Ngươi lại muốn gì? Tiêu Phàm liếc liếc mắt nhìn Tuyết Vô Hưu, bộ dáng không hề để ý.
U Linh chiến hồn trong cơ thể rung động một cái đem tất cả hàn ý ngăn cản bên ngoài. Một cử động kia thiếu chút nữa thì khiến Tuyết Vô Hưu tức điên, tiểu tử này tuổi không lớn lắm vậy mà phách lối, ương ngạnh. Cây cao chịu gió lớn, người trẻ tuổi, dạng đạo lý dễ hiểu này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Có thời điểm, cuồng vọng không phải là chuyện tốt. Tuyết Vô Hưu con ngươi vô cùng băng lãnh, giọng nói đều là ý uy hiếp. Tuyết Vô Hưu, người tốt xấu năm gì đó cũng len lén lẻn vào Thần Phong học viện học tập, chẳng lẽ không biết điều thứ nhất viện quy của Thần Phong học viện sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Phúc Bá lại cười lên. Đám người nghe được Phúc Bá nói, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tuyết Vô Hưu vậy mà từng học tại Thần Phong học viện. Hơn nữa còn là học trộm. Rất nhiều người tựa như bắt được cái gì, khó trách Tuyết Vô Hưu âm thầm một mực chú ý đánh Thần Phong học viện, đoán chừng là phát hiện ra đồ vật gì tốt, chỉ là một mực không thành công mà thôi. Chỉ có số ít người mắt lộ vẻ kinh ngạc, đầu thứ nhất viện quy là cái gì? Hai người Bàn Tử và Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bản thân có vẻ như chưa nghe nói qua cái gì viện quy. Thần Phong học viện đều là nuôi thả, lấy ở đâu viện quy? Chỉ có sắc mặt Tuyết Vô Hưu vô cùng hiển nhiên, hắn là biết rõ điều thứ nhất viện quy của Thần Phong học viện. Phúc Bá, đầu thứ nhất viện quy là cái gì, ta làm sao không biết? Bàn Tử cười hỏi, nhìn thấy bộ dáng Tuyết Vô Hưu, hắn tuyệt đối phải trọt cho một cái. Ngươi cuồng, ta so ngươi còn cuồng hơn, Phúc Bá vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm cũng cười lên, khó trách Quách Sĩ Thần và Phúc Bá làm việc cho tới bây giờ đều là vô cùng bá đạo. Nguyên lai cái này đã dung nhập thói quen sinh hoạt bình thường của bọn hắn. Ở nơi thế giới nắm đấm vi tôn, đơn thuần nhu nhược không có một chút tác dụng nào, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể ngăn chặn đối thủ, cho dù thực lực không bằng, khí thế cũng không thể yếu. Một khi đã có tâm e ngại, võ đạo liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại nơi này, đây cũng là lý niệm Thần Phong học viện một mực dạy học, làm người thì không sợ. Đương nhiên, không e ngại cũng không có nghĩa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không phải kiến càng lay cây, người vẫn là nên tự biết mình. Bây giờ Tuyết Nguyệt cùng Đại Yến một phương thế lực ngang nhau, Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết e ngại Tuyết Vô Hưu, bản thân đánh không lại, còn không phải có Phúc Bá, Quách Sĩ Thần bọn hắn sao. Tiêu Phàm, lăn tới nhận lấy cái chết, đột nhiên, Tuyết Ngọc Long ngửa mặt lên trời gầm thét, cầm trong tay trường kiếm chỉ Tiêu Phàm, sát ý đằng đằng. Hôm nay bản hoàng nhất định đem ngươi chém thành tám khối, rút gân lột ra. Đem ta chém thành tám khối, rút gân lột ra, khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn, bước chân nâng lên, lăng không dậm chân, chậm rãi hướng về phía Tuyết Ngọc Long, sát khí băng lãnh chậm rãi tỏa ra, càng ngày càng cuồng bạo. Tưởng rằng đột phá chiến vương cảnh liền có thể diễu võ dương oai. Ngươi muốn mất mặt xấu hổ, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong câu này, Tiêu Phàm chợt động, như là lưu tinh trong đêm tối, tốc độ cực nhanh, đám người tại hư không chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Lời nói của Tiêu Phàm khiến ánh mắt đám người xung quanh run lên, Tiêu Phàm thực sự vẫn cuồng vọng như cũ, dám nói Tuyết Ngọc Long muốn mất mặt xấu hổ. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tự tìm cái chết. Tuyết Ngọc Long để lại một câu nói, quanh thân vô số bông tuyết bay múa, từng đạo ngân quang lấp lóe lộ ra một cỗ chi khí tuyệt thế sắc bén. Vô số bông tuyết vậy mà tất cả đều thành lưỡi đao. Hoàng thành thập tú đệ tam, giống nhau, ta nói, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hung đao đồ lục xuất hiện ở trong tay, đao khí tung hoành. Tiêu Phàm toàn thân tản ra sát khí băng lãnh, cả người dường như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Ầm ầm, lưỡi đao nổ bay bông tuyết, hóa thành vô số hồn lực quét sạch tứ phương. Tuyết Ngọc Long cũng không nghĩ tới một kích có thể thắng, nhưng Tiêu Phàm trong tay hắn cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng, tản ra khí tức băng lãnh, đông lạnh xương người. Một đám chiến hoàng cường giả giờ khắc này cũng không động thủ, xem như thay hai người lược trận. Ngươi muốn so kiếm sao? Như ngươi mong muốn, Tiêu Phàm híp hai mắt, thu hồi hung đao đồ lục, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, kéo cái kiếm hoa, lẳng lặng chờ Tuyết Ngọc Long xuất thủ. So kiếm. Bản hoàng cũng chưa bao giờ thua người nào. Tuyết Ngọc Long một mặt ngạo nghễ, mặc dù hoàng thành thập tú xếp hạng đệ tam, nhưng hắn chưa bao giờ cùng Ảnh Phong, Lâu Ngạo Thiên chân chính giao thủ qua. Tuyết Ngọc Long tự nhận là không thua với bất luận kẻ nào. Có đúng không, là ngựa chết hay là lừa chết, đi ra liền sẽ biết,
Thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã động sát tâm. Tuyết Ngọc Long nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu như không phải vận khí tốt, khả năng đã chết rất nhiều lần. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu Tiêu Phàm muốn giết Tuyết Ngọc Long là Tiêu Phàm và Bàn Tử đã đáp ứng giúp Tuyết Ngọc Hiên tranh thiên hạ. Nam nhân hứa hẹn nhất định phải thực hiện. Xem tình thế hiện tại, Tuyết Ngọc Long không chết, Tuyết Ngọc Hiên vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành Tuyết Nguyệt Hoàng chủ. Thứ hai, Tuyết Ngọc Long nếu còn sống, Đại Yến tuyệt đối không được an bình, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tiêu gia. Hiện tại thực lực của hắn còn không đủ để bảo hộ Tiêu gia, hắn nghĩ giết chết Tuyết Ngọc Long là đối sách chính xác nhất. Tuyết Hải Vô Nhai, Tuyết Ngọc Long xuất thủ, kiếm khí màu trắng lấp lóe đầy trời giống như bông tuyết bay múa che khuất mọi góc, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay về phía Tiêu Phàm. Thất phẩm kiếm quyết, Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm, chính là bí mật bất truyền của Hoàng Thất, nghe nói Tuyết gia lão tổ trong đêm lĩnh ngộ ra. Sở hữu 13 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm mạnh hơn một kiếm, đáng tiếc, nghe nói bây giờ chỉ còn lại 12 kiếm. Người nói là Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm, hiện tại Tuyết gia Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm chỉ là lục phẩm kiếm quyết mà thôi, mỗi một chiêu đều mất đi nguyên lai ý cảnh. Cho dù là lục phẩm kiếm quyết cũng rất cường đại, Tiêu Phàm không nhất định có thể ngăn cản được, hy vọng hắn không vì giận dữ mà làm bị thương công chúa. Mấy chiến vương cường giả của kiếm vương triều khe khẽ bàn luận, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Long. Bọn họ đều là người yêu kiếm, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tuyết Ngọc Long hai người xuất thủ, nhịn không được bình luận vài câu. Tiêu Phàm một tay cầm kiếm, hai mắt rung động tựa như đem mỗi một động tác của Tuyết Ngọc Long đều in lại trong đầu, dưới chân biến hóa, phiêu miểu thần tung bộ được hắn phát huy vô cùng tinh tế. Phốc phốc phốc, bông tuyết kiếm khí chém giết, hư không phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, hồn lực dung chuyển hóa thành từng đạo gió lốc quét sạch tứ phương. Tiếp tục, thanh âm Tiêu Phàm đạm mạc vang lên, áo bào phiêu đãng, hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như tất cả kiếm khí kia đều chỉ đụng phải góc áo hắn mà thôi. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long tái nhợt, sát khí bắn ra bốn phía. Hư không lần nữa biến hóa, tuyết lớn vẫn bay tán loạn như cũ, chỉ là kiếm khí bông tuyết kia đã biến mất, chiếm lấy là một đạo kiếm mang sáng chói màu trắng, hàn khí băng lãnh khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tiêu Phàm bình tĩnh đứng ở đó, một người một kiếm, không sợ không kinh. Hàn phong tập kích, tóc đen dày đặc lay động, thân ảnh kiên nghị, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một loại khinh cuồng cùng khí chất phóng đãng không bị trói buộc. Thời khắc kiếm mang màu trắng đâm xuống, Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay hướng về phía kiếm mang kia. Hắn muốn chết sao? Trong lòng đám người rung động, bị động tác của Tiêu Phàm hù dọa. Dùng tay ứng phó kiếm mang lăng lệ bá đạo như vậy, nhất định chính là tự tìm cái chết. Khóe miệng Tuyết Ngọc Long cũng hiển hiện một vòng tiếu dung, hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm, sớm đã rất lĩnh ngộ được tinh túy Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm, khiến Tuyết Vô Hưu đều khen không dứt. Một kiếm này đủ để chém giết chiến vương cảnh sơ kỳ, như thế nào hai ngón tay Tiêu Phàm có thể ngăn trở? Mọi người dường như nhìn thấy bàn tay Tiêu Phàm bị chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm không dứt. Nhưng khiến bọn hắn thất vọng, hai ngón tay kia giống như tường đồng vách sắt, gắt gao bóp lấy kiếm mang sắc bén, nhẹ nhàng bóp, kiếm mang nổ nát vụn hóa thành vô số lợi nhận bay ngược ra. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Tuyết Ngọc Long bỗng nhiên rung động, nhìn thân ảnh Tiêu Phàm đứng ngạo nghễ, chẳng biết tại sao trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thiên tuyết phi hồng, tuyết phiêu như nhứ, lưu phong hồi tuyết. Từng tiếng gầm thét trong miệng Tuyết Ngọc Long truyền ra, kiếm pháp hắn càng ngày càng lăng lệ, nhưng lại càng lúc càng lộn xộn, từng đạo kiếm mang vạch phá chân trời gào thét bay đến bên người Tiêu Phàm. Tuyết Ngọc Long bại rồi, đâu chỉ bại. Căn bản đến y phục Tiêu Phàm đều không thể đụng tới, cùng là chiến vương cảnh vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Các ngươi không phát hiện, Tiêu Phàm cho đến bây giờ, kiếm đều không xuất ra sao? Nhìn một màn này, mấy người kiếm vương triều âm thầm lắc đầu, những người khác nín thở ngưng thần, đề phòng nhìn bốn phía, dư quang liếc nhìn hai người chiến đấu. Trên mặt đám người Quách Sĩ Thần, Phúc Bá lộ ra vẻ chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng. Tiêu Phàm đối với kiếm đạo đã có sự lĩnh ngộ đạt tới cấp độ mới. Cùng giai không ai có thể so sánh, 10 Tuyết Ngọc Long cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiêu Phàm.
Tuyết nguyệt phong hoa, chảm. Tuyết ngọc long cuồng ngạo trước đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giờ chỉ là một loại dữ tợn, hắn chỉ muốn Tiêu Phàm chết. Tại đỉnh đầu hắn hiện ra một đầu cự lang lớn ba trượng, bộ lông màu trắng thánh khiết như tuyết, tản ra một loại khí chất cao ngạo, nó quan sát phía dưới giống như tuyệt thế vương giả, coi thường chúng sinh. Thất phẩm chiến hồn, khiếu nguyệt thiên lang, theo một kiếm tuyết ngọc long đâm ra, trong hư không bỗng xuất hiện vô số kiếm mang màu trắng. Kiếm mang đầu đuôi tương liên, tầng tầng lớp lớp bông tuyết bay múa, giống như tuyết nguyệt tiên tử. Trong chớp mắt, vô số kiếm mang ngưng kết thành từng chuôi băng tinh chi kiếm hướng về phía Tiêu Phàm vọt tới, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tựa như có thể đem thiên khung đập vỡ ra. Vô số lợi kiếm xuyên qua hư không, Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ không ngừng trốn tránh, hư không khắp nơi đều là tàn ảnh của hắn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rút lui quay về, trong nháy mắt một điểm vô số kiếm mang màu trắng nổ tung. Cũng đúng lúc này, Tuyết Ngọc Long đột nhiên nhảy lên thật cao, lục phẩm thân pháp chiến kỹ thế vân tung khiến tốc độ của hắn đạt tới một cấp độ đáng sợ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang gào thét, móng vuốt sắc bén hướng về ngực Tiêu Phàm. Oanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm liền thi triển thế vân tung, mang theo U Linh chiến hồn nghịch thiên. Đầu ngón tay phóng ra một đạo lợi mang như là thần kiếm. Bang, kiếm mang làm vỡ nát kiếm trong tay Tuyết Ngọc Long, xuyên thủng đầu vai hắn, máu tươi chảy xuống. Ở một phương diện khác, U Linh chiến hồn cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang chiến đấu, cắn xé lẫn nhau. Ầm một tiếng, Tuyết Ngọc Long hung hăng rơi trên mặt đất, bay ngược mười mấy mét mới dừng lại, máu tươi trong miệng cuồng phun. Không thể nào, người làm sao có thể mạnh như vậy? Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt, tóc loạn vũ, máu tươi trong miệng cuồng phun, không cam lòng nói, ngươi vì cái gì không xuất kiếm? Vì cái gì? Tiêu Phàm buồn cười nhìn Tuyết Ngọc Long, lờ đễnh nói, ngươi cảm thấy, ngươi xứng để ta xuất kiếm sao? Ngươi xứng để ta xuất kiếm sao? Thanh âm Tiêu Phàm không lớn nhưng cũng không nhỏ, ở đây nhiều người đều nghe được. Nếu là lúc trước, mọi người nhất định sẽ cho rằng Tiêu Phàm quá mức cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy, bọn hắn quả thực một chữ đều không nói được. Góc áo Tiêu Phàm đều không thể đụng đến, xứng để hắn xuất kiếm sao? Hiển nhiên không thể, lời nói này, tựa như thanh kiếm hung hăng cắm ở ngực Tuyết Ngọc Long, phá hủy cao ngạo không gì có thể bì nổi của hắn. Cái gì hoàng thành thập tú đệ tam, ở trong mắt Tiêu Phàm, đơn giản chính là một chuyện cười. Không, ta mới là mạnh nhất, Tuyết Ngọc Long ngửa mặt lên trời vừa hô. Khí diễm toàn thân thiêu đốt ngập trời, khí thế không ngừng tăng lên, dữ tợn nhìn Tiêu Phàm, gầm thét lên, ta muốn ngươi chết. Tuyết Ngọc Long điên cuồng gầm, hồn lực cuồn cuộn ngưng tụ phía trên trường kiếm. Bước chân vừa nhảy, ánh sáng màu trắng như mưa nở rộ đầy trời, quang vũ hóa thành vô số kiếm khí, như bông tuyết bay tán loạn. Bông tuyết óng ánh trong suốt, lăng lệ tuyệt thế bao phủ xung quanh 10 trượng, Tiêu Phàm rơi vào trong đó. Bất quá Tiêu Phàm vẫn thập phần bình tĩnh, những thứ kia cũng chưa hề đụng tới người hắn. Trong con mắt hắn xuất hiện lạc ấn vô số bạch sắc kiếm vũ tựa như đang thôi diễn cái gì. Chết đi, Tuyết Ngọc Long cuồng tiếu, kiếm vũ giống như vạn tên cùng bắn về phía Tiêu Phàm. Cuồng phong gào thét, thanh âm kiếm phá hư không vang lên. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bàn tay đột nhiên tùy ý nâng lên, một đạo ánh sáng màu bạc từ đầu ngón tay hắn xuất hiện. Lóe lên một cái rồi biến mất. Quang hoa chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng đúng lúc này quang vũ nổ tung, Tuyết Ngọc Long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trường kiếm bay ra, cánh tay phải từ bên bả vai chém xuống, huyết vũ huy sái. Hồng trần sát, Tiêu Phàm khẽ nói, tựa như một hơi không đáng nói đến. Trong lòng đám người hung hăng run rẩy một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào không xuất kiếm lại có thể làm tổn thương Tuyết Ngọc Long. Khống chế chuẩn lực quá chuẩn, lấy hồn lực hóa kiếm, mô phỏng kiếm pháp chiến kỹ, mỗi một bước đều khống chế hết sức nhỏ. Không đơn giản như vậy, đây rõ ràng là đạt tới mức độ trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. Chỉ có chiến hoàng cường giả mới có thể làm đến bước này, khó trách hắn nói Tuyết Ngọc Long không xứng để hắn xuất kiếm, đây tuyệt đối không phải cuồng vọng chi ngôn. Hắn thật là có thực lực. Tuyết Ngọc Long cũng coi là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, đáng tiếc sinh không gặp thời, đụng phải yêu nghiệt Tiêu Phàm. Những chiến vương cường giả đó nghị luận,
ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập chấn kinh. Tuyết Vô Hưu chờ Tuyết Gia chiến hoàng dục dịch, bất quá đám người Phúc Bá trong nháy mắt ngăn cản đường đi của bọn hắn. Tuyết Vô Hưu, giúp ta động gân cốt a. Phúc Bá nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó chủ động xuất kích. Tiêu Phàm hoàn toàn chiếm thượng phong, không được xảy ra ngoài ý muốn, Tuyết Ngọc Long hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Ngươi tự tìm cái chết, bản hoàng thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Tuyết Vô Hưu băng lãnh, Tuyết Ngọc Long thân làm Tuyết Nguyệt hoàng chủ, không thể chết ở chỗ này. Mặt khác tám đại chiến hoàng cảnh cũng nhao nhao xuất thủ, đám người Quách Sĩ Thần mang theo Tuyết Nguyệt tứ đại chiến hoàng hướng không trung lao đi. Lúc này Tiêu Phàm bình tĩnh như trước đứng ở đó như một cái giếng cổ, vô hỉ vô nộ. Ngươi kiếm đạo không kém ai, ngươi liền dương dương tự đắc, tự cho mình hiểu kiếm đạo sao. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Tuyết Ngọc Long, sau đó từng bước một hướng về phía Tuyết Ngọc Long đi đến. Tuyết Ngọc Long tóc tai bù xù, hai mắt huyết hồng, một tay che tay cụt, nhe răng trợn mắt, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã chết không biết bao nhiêu lần. Hoàng chủ, tứ đại chiến vương cường giả bảo hộ Tuyết Ngọc Long cấp tốc hướng về phía Tiêu Phàm phóng đi. Các ngươi là đối thủ của chúng ta. Hai người Bàn Tử và Ảnh Phong lập tức đứng ra. Tuyết Ngọc Long phải chết, ai cũng không thể thay đổi kết cục này. Tiêu Phàm, có bản sự để cho ta chết ở dưới kiếm ngươi. Tuyết Ngọc Long hít sâu một hơi, sợ hãi trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Việc đã đến nước này, hắn biết rõ kết cục đã định trước của bản thân, kỹ không bằng người, trách không được ai. Được, Tiêu Phàm vui vẻ đáp ứng. Tuyết Ngọc Long có lẽ không xứng làm đối thủ của hắn, nhưng thân làm một hoàng chủ, cũng có tôn nghiêm của bản thân, điểm này Tiêu Phàm sẽ không chà đạp. Từ trong mắt mà nói, Tuyết Ngọc Long cũng một đời kiêu hùng, đáng tiếc dã tâm quá lớn, chọn sai đối thủ. Tuyết Hải Vô Nhai, Tiêu Phàm động, Tu La kiếm chấp nhoáng, kiếm khí màu trắng lấp lóe đầy trời, giống như bông tuyết bay múa che khuất mọi góc, vô số kiếm khí tại hư không điên cuồng gào thét. Cái này, đám người thấy cảnh này con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đây không phải Tuyết Nguyệt thập tam kiếm sao? Làm sao Tiêu Phàm cũng biết được? Hơn nữa, Tiêu Phàm thi triển một kiếm này so sánh với Tuyết Ngọc Long thi triển một kiếm trước đó càng thêm thành thạo, dường như đã tu luyện Tuyết Nguyệt thập tam kiếm nhiều năm. Một kiếm Tiêu Phàm thi triển ra, uy lực cường đại rất nhiều, chỉ là giờ phút này người xuất kiếm cùng đối tượng công sát hoàn toàn thay đổi. Phốc phốc, vô số kiếm khí xuyên thủng thân thể Tuyết Ngọc Long, máu tươi chảy ra, Tuyết Ngọc Long trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, trong mắt đều là vẻ không tin. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có dừng tay, Tu La kiếm rung động, kiếm khí tung hoành. Thiên tuyết phi hồng, tuyết phiêu như nhứ, lưu phong hồi tuyết. Từng đạo thanh âm từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, uy thế càng ngày càng kinh người. Tuyết Ngọc Long căn bản không có bất luận sức hoàn thủ, hoàn toàn trở thành bia sống. Tuyết Nguyệt phong hoa, một tiếng run rẩy, trong hư không bỗng xuất hiện vô số kiếm mang màu trắng, kiếm mang đầu đuôi tương liên, tầng tầng lớp lớp, bông tuyết bay múa giống như Tuyết Nguyệt tiên tử. Trong chớp mắt vô số kiếm mang ngưng kết thành băng tinh, đồng thời Tuyết Nguyệt tiên tử tựa như sống lại. Đám người hít một hơi lạnh, rất nhiều người thậm chí coi là tự cho rằng mắt mờ, hình tượng này tựa như vừa mới được chiếu lại. Phốc, băng tinh chi kiếm xuyên thủng thân thể Tuyết Ngọc Long, hắn một thân hoàng bào bị máu tươi thẩm thấu, quỳ một chân mặt đất, thân thể run không ngừng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Tiêu Phàm vậy mà cũng có thể thi triển 12 kiếm bên trong Tuyết Nguyệt thập tam kiếm, chẳng lẽ hắn trước kia học qua kiếm pháp này? Hẳn là có, bằng không hắn cũng không có khả năng biết rõ Tuyết Nguyệt thập tam kiếm, càng thêm không thể nào gặp chiêu phá chiêu. Nếu như là dạng này, Tiêu Phàm cũng không phải yêu nghiệt, chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi. Những chiến vương cường giả đó trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, không ít người cho rằng Tiêu Phàm khẳng định học qua Tuyết Nguyệt thập tam kiếm, bằng không không có khả năng đánh bại Tuyết Ngọc Long. Không có khả năng, ngươi làm sao cũng biết Tuyết Nguyệt thập tam kiếm. Nhất định là tên hỗn chứng Tuyết Ngọc Hiên, lại đem bí mật bất truyền gia tộc nói cho một ngoại nhân biết. Tuyết Ngọc Long tê tâm liệt phế gào thét, giờ phút này, hắn hận nhất không phải Tiêu Phàm, mà là Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Vô Hưu mấy người cũng tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, Tiêu Phàm có kiếm pháp giống Tuyết Ngọc Hiên, có khả năng rất lớn là Tuyết Ngọc Hiên đem Tuyết Nguyệt thập tam kiếm nói cho Tiêu Phàm. Ta vừa mới học, không được sao?
Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn không muốn đem việc này giá họa cho Tuyết Ngọc Hiên. Ngươi học, thật coi người trong thiên hạ là kẻ ngu sao? Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng. Đừng nói hắn không tin, chính là những chiến hoàng cường giả kia cũng không tin. Trong chiến đấu học trộm chiến kỹ đối phương, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt vận dụng đến cấp độ thuần thục như vậy, làm sao có thể? Rất khó sao? Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó, đột nhiên giơ tu la kiếm lên, trong hư không rơi xuống tuyết trắng mênh mang. Lấy tu la kiếm làm trung tâm không ngừng xoay quanh, ngưng tụ thành một chuôi kiếm mang to lớn. Xa xa nhìn lại, kiếm mang kia tựa như một vầng loan nguyệt sáng chói, tung xuống vạn sợi ngân huy, đem Tiêu Phàm phụ trợ nhập thánh. Tuyết Trung Nguyệt, đây là kiếm thứ 13. Đám người Tuyết Vô Hưu con người co rụt lại. Bọn hắn cũng chưa từng học được một kiếm này, bởi vì một kiếm này sớm đã mai táng bên trong lịch sử bụi bặm, nhưng giờ phút này lại bị Tiêu Phàm thi triển ra. Nếu như là Tuyết Ngọc Hiên nói cho Tiêu Phàm, tối đa cũng chỉ có 12 kiếm, bởi vì Tuyết Ngọc Hiên cũng không có khả năng biết rõ kiếm thứ 13. Chẳng lẽ thực sự là Tiêu Phàm vừa mới lĩnh ngộ Tuyết Nguyệt Thập Tam kiếm trong lúc chiến đấu? Chết ở dưới kiếm pháp của mình, ngươi có thể nhắm mắt. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, Tuyết Nguyệt kiếm thứ 13 bổ xuống, Tuyết Nguyệt trong con mắt Tuyết Ngọc Long dần dần phóng đại. Không, Tuyết Ngọc Long gào thét. Nhưng mà cái vòng Tuyết Nguyệt trong nháy mắt đem hắn thôn phệ không còn một mảnh, thanh âm hoàn toàn bị tiếng vang cực lớn bao phủ. Một khe rãnh sâu mấy mét từ dưới chân Tiêu Phàm lan tràn, xông ra 20-30 mét mới dừng lại, hư không đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm tràn ngập. Sau một khắc, bốn phía triệt để yên tĩnh lại, yên tĩnh đến im ắng. Đám người ngốc như cọc gỗ, ực ực nuốt nước miếng, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Tâm tư bọn hắn vẫn như cũ dừng lại ở một màn vừa rồi. Một kiếm tung ra, Tuyết Ngọc Long liền chết, làm cho người khác rung động chính như Tiêu Phàm nói, Tuyết Ngọc Long chết dưới kiếm pháp của mình đây là điều đáng buồn biết bao. Kiếm không bằng người, còn tưởng rằng người khác học trộm. Hồi lâu, đám người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhớ tới Tiêu Phàm trước đó nói chuyện qua. Rất khó sao, vẻn vẹn ba chữ có thể thấy được Tiêu Phàm coi thường Tuyết Ngọc Long. Tiêu Phàm chưa bao giờ coi Tuyết Ngọc Long là đối thủ, thật đáng buồn Tuyết Ngọc Long còn tự cho mình là đúng, coi mình là thiên hạ đệ nhất. Sắc mặt Tuyết Vô Hưu khó coi tới cực điểm, bọn hắn giờ phút này cũng tin tưởng Tiêu Phàm trong chiến đấu học được Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm. May mà bọn hắn còn tưởng rằng Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm là bí mật bất truyền bị lộ, bây giờ là bị Tiêu Phàm lĩnh ngộ ra. Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi Tu La Kiếm, nhàn nhạt nhìn vũng máu đọng trên mặt đất. Còn người băng lãnh nhìn bốn chiến vương đối diện Bàn Tử và Ảnh Phong. Bốn người cảm giác như bị một con rắn độc tiếp cận, thình lình lạnh run. Hô, chỉ một thoáng, một đạo thân ảnh như u linh xông vào chiến trường, ngay sau đó, từng đạo kiếm mang lóe qua, kiếm thế kinh người, máu tươi tại hư không vẩy ra không ngừng. A, một tiếng hét thảm, trong đó một chiến vương cảnh trung kỳ bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mặt khác ba cường giả chiến vương bị dọa đến vội vàng lui lại. Cũng đúng lúc này, Bàn Tử và Ảnh Phong trong nháy mắt vọt tới bên cạnh Tiêu Phàm. Chiến thiên kích trực tiếp đem một người trong đó băm thành thịt vụn, tử thần liêm đao cũng cắt vỡ cổ họng một người. Một người còn lại nhấc chân chạy, mặc dù hắn là tu vi chiến vương cảnh hậu kỳ, nhưng giờ phút này hắn đã không còn ý chí chiến đấu, ba người Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Lúc này chạy không cảm thấy đã muộn sao? Còn người Tiêu Phàm băng lãnh, hắn không có ý định buông tha người của Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Chỉ có giết bọn hắn tới sợ hãi, mới có thể chân chính kiêng kỵ Đại Yến, bằng không bỏ lỡ hôm nay, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sẽ không thể nào buông tha Đại Yến. Chân đạp thế vân tung, tốc độ Tiêu Phàm đạt tới cực hạn, Tu La kiếm chậm rãi vung ra, lại là một chiêu Tuyết Trung Nguyệt. Phốc một tiếng, cường giả chiến vương hậu kỳ bị phân thành hai. Huyết phủ huy sái, lục phủ ngũ tạng rơi xuống đất. Ngọn núi xa xa phía trên, Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy một màn này, trên mặt chấn kinh thật lâu không thể bình tĩnh, trong lòng lắp bắp nói, quả nhiên không hổ là điện chủ Tu La Điện, giết người không chớp mắt, diệt sát chiến vương cảnh trung hậu kỳ cũng như chém rau. Huyết Yêu Nhiêu tự hỏi giết người vô số, nhưng giờ phút này bị khí thế Tiêu Phàm chấn nhiếp, trong lòng càng thêm kiên định. Trước khi Tiêu Phàm trưởng thành, vô luận như thế nào, dù là hy sinh tính mạng mình cũng phải bảo vệ Tiêu Phàm. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm
vẫn như cũ không có xu thế ngừng tay. Sát tâm nổi lên, mục tiêu chuyển hướng cùng bát đại chiến vương kiếm vương triều chiến đấu Tuyết Nguyệt chiến vương. Lúc Tiêu Phàm xuất hiện ở không trung chiến trường, bát đại chiến vương kiếm vương triều không khỏi run run, may là mục tiêu của Tiêu Phàm không phải là bọn hắn mà là tám người đối diện. Giết, bàn tử gầm thét, cũng không chút do dự xông vào chiến trường. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội lật bàn, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Ảnh Phong tự nhiên không cam lòng ở phía sau, cầm trong tay tử thần liêm đao bắt đầu thu hoạch sinh mệnh tướng sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Dừng tay, Tuyết Phô Hưu gầm thét, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, phúc bá nào sẽ cho hắn cơ hội, kéo chặt lấy hắn căn bản thoát thân không ra. Giết, Sơn Phong phía trên, Huyết Yêu Nhiêu phất phất tay trắng, sau lưng hơn 10 người lách mình tại chỗ biến mất. Bọn họ đều là sát thủ chiến tông cảnh thân kinh bách chiến. Ứng phó một chút tu sĩ chiến tông cảnh phía dưới, tự nhiên dư sức. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi. Có sát thủ Tuyết Lâu gia nhập, Tuyết Nguyệt tướng sĩ hoàn toàn ngã dạp một mảnh, nơi này trở thành một mảnh tu la địa vực. Trong không khí tràn ngập mùi vị máu tanh khiến Tuyết Nguyệt tướng sĩ tuyệt vọng vô cùng. Nhưng mà đối với Đại Yến tướng sĩ mà nói, đây là chất xúc tác làm sôi trào dòng máu của bọn họ. Bang, cửa thành mở ra. Tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến, hơn ngàn tướng sĩ Đại Yến ra sân, hô tiếng hô giết rung trời, chiến kỹ trói lọi triệt để đem chiến trường bao phủ. Ai cũng không ngờ tới, Tuyết Nguyệt tiến đánh Đại Yến lại nhận kết quả này. Cho dù Tuyết Nguyệt giờ phút này rời đi cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tu sĩ chiến vương cảnh tử thương thảm trọng, không có thời gian mấy chục năm không có khả năng khôi phục. Tuyết Phô Hưu không ngừng ho ra máu, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn càng lo lắng, nhược điểm bại lộ càng nhiều, phúc bá hoàn toàn đánh át hắn. Cùng lúc đó bốn chiến hoàng cũng chẳng tốt đẹp gì, máu me khắp người, có hai người thân thể lung lay sắp đổ. Rốt cục, Tuyết Lâu tề cô một kích chí mạng, trong đó một chiến hoàng lại phải chôn xương nơi này. Làm sao lại trở thành thế này? Tuyết Phô Hưu loạn phát bay tứ tung, không thể tin được tất cả những thứ này, chẳng lẽ Tuyết Nguyệt thật muốn bại? Chết một chiến hoàng. Tề cô tự nhiên không xuất thủ, lấy năm đấu năm, phúc bá bọn hắn còn chiếm thượng phong, bây giờ lấy năm đấu bốn, thế cục đã thập phần sáng tỏ. Tuyết lão quỷ, xem ra ngươi tính sai rồi. Đại Yến ngươi diệt không được, thần phong học viện ngươi càng không cách nào nhúng chàm. Phúc bá cười nhạt một tiếng, một trường vỗ vào lồng ngực Tuyết Phô Hưu, chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của hắn. Phốc, gần như đồng thời, một đạo huyết mang từ sau xuyên thủng lồng ngực hắn. Chẳng biết lúc nào tề cô đã ở sau lưng hắn, cho hắn một kích chí mạng. Ha ha, ta hận, Tuyết Phô Hưu ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, con người âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nơi xa. Đáng tiếc, phúc bá căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Hai đạo lợi mang lấp lóe chặt đứt cánh tay Tuyết Phô Hưu, máu tươi phun ra ngoài, Tuyết Phô Hưu rơi xuống mặt đất. Gần như đồng thời, một Tuyết gia chiến hoàng khác cũng bị Quách Sĩ Thần diệt sát. Còn lại hai người bị năm người Quách Sĩ Thần vây quanh ở trong mắt đều là vẻ kinh hoàng. Dừng tay, đúng lúc này, một vệt sáng từ phía chân trời bay vụt tới. Trên hư không xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là nhân thân Vương Tuyết Nam Thiên và Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Ngọc Hiên đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, chắp tay kêu lên, Tiêu Huynh. Tuyết Ngọc Hiên biết rõ chỉ có Tiêu Phàm mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Những người này đều là vì Tiêu Phàm mới xuất hiện ở đây. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, cuối cùng vẫn gật đầu nói, mọi người dừng tay. Thanh âm không lớn, lại giống như một tiếng sấm nổ vang vọng chiến trường. Tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm. Đa tạ Tiêu Huynh, Tuyết Ngọc Hiên cảm kích nhìn Tiêu Phàm, lại hướng về bốn phía tất cả tu sĩ nói, đa tạ các vị dừng tay, Tuyết Ngọc Hiên ở đây đa tạ. Người Tuyết Nguyệt Hoàng Triều còn sống nhẹ thả lỏng khẩu khí, cũng may Tuyết Ngọc Hiên cùng Tuyết Nam Thiên tới kịp lúc, bằng không bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Phàm, cũng đúng lúc này, trong phế tích, một đạo thanh âm gào thét vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh máu me đầm đìa lung la lung lay đứng dậy, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.